Xin chào các bạn, lại là mình đây. Cảm ơn các bạn đã xem kênh của mình trong hàng vạn kênh khác. Trước khi vào chuyện, mình mong các bạn hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để tạo thêm nhiều động lực để mình có thể ra nhiều video hay hơn. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trông kìa, chắc chắn nó không phải là con trai. Hay nó là con gái nhỉ? Vớ vẩn, nếu là con gái thì phải mặc váy chứ. Không, đừng, xin hãy tha cho tôi. Dừng lại ngay. Đừng có bắt nạt Tiểu Anh. Ha ha, ai là Tiểu Anh cơ? Không phải nó là Tiểu Công Công sao? Nếu ngươi chơi với dị nhân thì ngươi cũng sẽ thành quái vật. Đừng có bôi nhỏ Tiểu Anh, còn ta đánh các ngươi đấy. Lần này ta tha cho các ngươi. Tiểu Anh, ngươi ổn chứ? Bác hoàng tử, ta không phải là quái vật. Đương nhiên rồi, đừng nghe lời bọn chúng. Lời lời kéo kéo, còn ra thể thống gì? Thất ca, huynh không giúp Tiểu Anh thì thôi, sao còn nói đệ như vậy? Thất hoàng tử, xin đừng trách bác hoàng tử, ngài chỉ đang cố bảo vệ nô tài thôi. Người đúng là đắc rối. Thất ca, không ngờ huynh cũng giống với bọn họ, đệ không chơi với huynh nữa. Căn bản đệ mê mẩn tên thái giám này rồi. Phụ hoàng, hoàng nhi có việc bẩm báo. Là gì vậy? Là tên thái giám cùng bác đệ hắn bắt nạt Lê Diệm. Sao nó dám? Người đâu, xử tên phiền phức này đi. Không, con chỉ khoan đã bệ hạ. Diệm nhi rất mến Tiểu Lý Tử, hắn đây chỉ là mấy trò đấu đá của tụi nhỏ, người nương tay đi ạ. Mẫu thân Lê Tiễn, viên quý phi. Vậy thì chuyển nó sang nơi khác đi. Sau khi Lý Công Công chuyển đi, bác đệ đã không nói chuyện với ta gần một năm. Đáng đời chàng. Ta đã ghen tị với tình bạn của bác đệ với Lý Công Công mà hành động ngu ngốc. Ơn trời là mẫu thân đã cứu mẹ cậu ta. Đó là lý do vì sao hắn thường đi tế bái tiên quý phi nương nương. Dù nàng có nghi ngờ thì cũng không nên theo đuôi hắn sau lưng ta. Thà phải còn tốt hơn là mấy người xả bệnh. Có vẻ như chàng đã nghi ngờ Lý Công Công ngay từ đầu, vậy nên mới lôi chuyện thời thơ ấu ra kể. Thu vũ ta. À phải ha, bệ hạ, người đâu cần phải báo cáo hành tung của người cho ta. Ta muốn giữ an toàn cho nàng mà. Ta không thể đến bất nạn lần nữa, dù cho có phải nói dối nàng, ta cũng sẽ thả ta ra. Nếu nàng nói dối thì chúng ta cũng đâu khác gì nhau. Chàng nói cái gì vậy? Ta không có nói dối. Thế thì là ai? Ai đã nói sẽ về nhà nhưng lại đi theo dõi Lý Công Công? Chàng được tự lý nữa, ta làm vậy vì lợi ích của Giang Sơn Tây Lê thôi. Tóm lại là hung thủ có phải liên quan gì đó với Lý Công Công. Ông là ta nhầm, nhưng Lý Thái Y xin diện kiến. Bệ hạ, thần đã tìm thấy các xích minh trong thuốc mà ngài thường uống. Các xích minh? Các xích minh là dược liệu vô cùng quý hiếm, chỉ có hoàng tộc Nam Lăng mới có chút nguồn cung cấp nhỏ. Hoàng tộc Nam Lăng, điều này có liên quan gì đến Nam Lăng? Điều tra sâu hơn, phải tìm hiểu chính xác thời điểm dược liệu có ở Nam Lăng và từ khi nào nó được nhập vào Tây Lê. Bẩm hoàng thượng. Hoàng thượng, quận chúa Nam Lăng là Lăng Tiêu Tiêu muốn diện kiến ngài. Hoàng cung, đó có phải là quận chúa của Nam Lăng không? Quận chúa đẹp quá đi mất. Quận chúa làm gì ở Tây Lê thế? Quận chúa của Nam Lăng giá đáo. Tham kiến quận chúa, hoàng thượng đã đợi người rất lâu rồi. Thần Lăng Tiêu Tiêu, quận chúa Nam Lăng tham kiến hoàng thượng. Tiêu Tiêu có chuyện muốn nhờ. Cô ấy thẳng thắn thật. Chuyện gì? Bệ hạ, thần muốn gả cho người. Hả? Nữ nhi của Nam Lăng đều thẳng thắn đến như vậy sao? Đúng vậy. Không lẽ quận chúa của Nam Lăng cũng muốn làm hoàng hậu Tây Lê à? Trẫm, quận chúa, trẫm nghĩ tốt hơn hết người nên chọn một người khác thích hợp hơn đi. Thần từ chối. Tại hội nghị vạn quốc ở Đông Yên, người đã nói người chỉ yêu một nữ nhân duy nhất có đúng không? Đúng vậy. Thần sẽ không thua đâu. Bệ hạ, người cứ chờ đi. Thần sẽ chứng minh cho người thấy thần mới xứng đáng là nữ nhân của bệ hạ. Thú vị thật. Nàng để ta giải thích cái đã. Ngự hoa viên. Sao tiểu thư người không lo lắng gì hết vậy? Quận chúa Nam Lăng đó bám da như đĩa ấy. Ta biết mà. Quận chúa, người tự trọng chút. Tây Lê sẵn sàng xây dựng mối quan hệ tốt với Nam Lăng, nhưng chuyện thành thân là không thể. Ta đã thích ngài từ lúc ở hội nghị vạn quốc rồi, ngài cho ta một cơ hội đi mà. Người của hoàng tộc sao có thể đe bám một nam nhân vừa mới gặp mặt như vậy chứ? Thật càng quấy. Nói trọng điểm đi, ngài không thích ta ở điểm nào ta sẽ sửa. Ngài đừng quá bận tâm về Châu Thu Vũ, ta biết kinh công, ta sẽ giúp ngài thoát khỏi nàng ta.
Thu Vũ là nữ nhân duy nhất mà Trẫm yêu. Cuối cùng cũng thoát được nàng ta, nếu không phải vì giữ mối quan hệ hữu nghị với Nam Lăng, mình đã... Không sao đâu, ngài vẫn còn thời gian để suy nghĩ lại mà. Hoàng thượng, không dễ gì mà thoát được rồi. Nam Lăng là nước sở hữu, kiến thức y học uyên bác nhất trong 4 quốc gia, không một ai dám làm mất lòng bọn họ cả. Thu Vũ, ta biết, ta có thể giúp chàng. Cầm đi. Ngài ấy đâu rồi, ngài ấy đâu rồi? Ôi không, nàng ta... Hoàng thượng đâu rồi? Cô chắc sẽ không nói thật cho ta biết đâu, ngã nhất định là đi hướng khác. Chàng có thể ra rồi. Suýt chết. Hắc xịt. Không, đừng đến gần Trẫm, Trẫm sẽ không lấy ngươi đâu. Trẫm chỉ yêu một mình Thu Vũ thôi. Thu Vũ, nàng đừng đi. Ngốc à, ban ngày ta nghe thấy hết rồi. Tiểu thư, sao người vẫn có thể quan sát bản đồ trong lúc này chứ? Sao ta lại không được nhìn hả? Cô quận chúa kia đang chạy khắp hoàng cung tìm hoàng thượng rồi, người không định làm gì sao ạ? Trông ta giống như đang không làm gì sao? Tiểu thư ạ? Ta đang tìm động cơ thực sự của Lăng Tiêu Tiêu khi cô ta tới đây. Còn có thể có động cơ nào nữa chứ? Cô ta muốn gả cho hoàng thượng. Em nên cố gắng học hỏi thêm đi. Ta đang muốn nói về việc Nam Lăng bị cô lập, dễ thủ khó công và phụ thuộc vào trình độ y thuật của bọn họ như thế nào. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, Nam Lăng lại có những thay đổi nhỏ. Đúng à, bọn họ còn thông đồng với Đông Yên để tấn công Bắc Châu, và ở hội nghị vạn quốc thì... Lê Tiễn vẫn luôn giữ mình trong hội nghị giữa các quốc gia, nhưng giờ Lăng Tiêu Tiêu lại nói Lê Tiễn đã thu hút sự chú ý của cô ta, có gì đó thực sự rất lạ. Không, ta phải nhanh chóng điều tra xem Lăng Tiêu Tiêu thực sự đang muốn làm gì. Ngự hoa viên. Tìm thấy chàng rồi nhé, ra đây nào. Cũng không có ở đây. Mình cậu tưởng cô ta xả ngốc cơ, nhưng hóa ra là ngốc thật à. Bất ngờ thật, sao ngã lại không thích ta chứ? Sao cô lại ở đây? Ta muốn nói chuyện của Lê Tiễn với cô. Nếu cô đang muốn khuyên ta từ bỏ thì đừng có nói nữa, ta nhất định sẽ gả cho ngài ấy. Sao ta lại muốn khuyên cô từ bỏ chứ? Ta đã muốn rời khỏi Lê Tiễn từ lâu rồi. Thật sao? Để ta dạy cô một số chiêu trò nhé. Sao lại không cho ta học khinh công? Sao lại không cho ta là một chiến binh chứ? Ta rất dũng mãnh đó. Ta nhất định sẽ trở thành một chiến binh xuất chúng. Xuất chúng! Ta, Lăng Tiêu Tiêu là nữ hiệp, ta là một chiến binh. Chiêu thức kinh công ban sáng của cô thực sự rất ấn tượng đấy. Cô đúng là có mắt nhìn, kể từ bây giờ chúng ta là tỷ muội tốt. Cô ấy thật dễ yêu dễ ghét, mình đoán chắc cô ấy cũng là một nữ nhi bình thường có ước mơ riêng. Nhưng mà, không phải cô muốn làm một chiến binh sao, sao lại muốn gả cho Lê Tiễn? He he he, ta còn có một ước mơ khác nữa, ta luôn muốn được gả cho một người hùng. Người hùng, Lê Tiễn ư? Tại hội nghị vạn quốc ngày ấy đã... Hả? Cô đang nói là cô thích? Hát xịt. Sao trời lại đột nhiên trở lạnh vậy nhỉ? Hả? Không thể nào! Đến người mình thích cũng không nhận ra được à? Ta sẽ không lấy một nữ nhân như cô đâu. Ta là tại ngài đóng xả người khác mà. Ta là quận chúa của Nam Lăng, lấy ta tuyệt đối có lợi chứ không có hại. Đệ là đệ ruột của huynh, nếu huynh dám ban hôn cho đệ thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Đây là chuyện của hai người mà, khi nào cả hai đều đồng ý thì thông báo cho Trẫm biết là được. Ngài không thích ta ở điểm nào, ta sẽ sửa. Thứ gì của cô ta cũng không thích. Ta sẽ làm ngài yêu ta, nếu không thì ta không phải là Lăng Tiêu Tiêu. Đây là hoàng cung Tây Lê, đừng có gây rối nữa. Nói gì thì nói. Cách này có ổn không? Liệu Tiêu Tiêu có làm được không đây? Nàng nghĩ như thế nào? Đây là cách duy nhất để chiến thắng trái tim của Lê Diệm mà. Hai người đang nói chuyện gì thế? Ha ha ha, không có gì. Ta nghe ngài nói đó là cách duy nhất để chiến thắng trái tim của Lê Diệm. Nói ta nghe, cách đó là sao? Nếu cô thực sự muốn biết thì... Tấu chương. Tế thần đối thần dược. Lễ hội thường niên cho phép thần dân tìm kiếm thuốc thang trên núi sao? Cái này thì có liên quan gì đến Lê Diệm vậy? Nam Lăng nổi tiếng với y thuật tài giỏi, không
không phải người chiến thắng tại buổi lễ tìm kiếm thần dược của các thần y trên núi sẽ đứt oai sao? Đây là một cơ hội tốt đó, nếu cô phô diễn tài năng của bản thân ra, không phải Lê Diệp sẽ rất ấn tượng sao? Nói có lý, tuyệt vời. Còn nữa, báu vật của núi thần dược là có ước nguyện, nó có thể lại bỏ mọi lo lắng và biến điều ước của mọi người thành sự thật. Nếu cô có thể tìm được nó thì... Từ bây giờ, nàng chính là người phụ nữ của ta. Hoàng thượng, làm ơn hãy sao lễ tế trận núi thần dược năm nay cho ta. Được, được. Mau lên, mau mang cho ta cuốn dược điển của Nam Lăng đi. Vậy là xong xuôi. Ta chỉ đang diễn với chàng vì lợi ích của Tây Lê thôi, đừng có nghĩ nhiều. Nói ta nghe, sao chàng lại cứ khăng khăng muốn Lăng Tiêu Tiêu tham gia lễ tế núi thần dược? Đây không phải là cách để gắn kết hai người bọn họ đâu chứ. Nếu nàng hiểu ta thì nàng phải biết rồi chứ. Đừng có chuyển chủ đề nữa, núi thần dược nằm giữa biên giới Tây Lê và Nam Lăng, có đầy rẫy những cây thuốc kỳ lạ. Cả hai nước đều có thể tham dự lễ hội này miễn phí. Tuy nhiên, vì trình độ y thuật của Nam Lăng vượt trội hơn nên họ luôn làm tốt hơn Tây Lê. Nhưng chỉ với lý do này thì không đủ để chàng phải thuyết phục Lăng Tiêu Tiêu tham gia lễ hội. Chàng thật sự muốn gì? Thật sự là ta có nguyên do khác, nhưng mà... Vậy được, hoàng thượng người không cần phải báo cáo mọi hành động cho ta đâu. Thu Vũ. Hiện giờ ta không thể nói cho nàng biết, nhưng một khi ta có được cỏ ước nguyện, ta sẽ... Báu vật quý giá nhất trên núi, cỏ ước nguyện. Cỏ ước nguyện có thể kéo dài tuổi thọ, chữa bách bệnh và phá giải mọi lời nguyện. Bệ hạ, thần đã thu thập thêm thông tin về cây nguyện ước. Sao, cây nguyện ước thực sự có thể thực hiện điều ước ư? Không sai, cây nguyện ước không chỉ ban điều ước mà còn kéo dài được tuổi thọ, chữa bách bệnh và xóa bỏ mọi lời nguyện. Xóa bỏ lời nguyện, vậy chẳng phải... Cây nguyện ước mọc ở một nơi rất nguy hiểm và được ác thú canh giữ, ngay cả muốn chạm vào nó cũng phải đổ không ít máu. Nhiều đó chưa là gì cả, người hãy giữ bí mật này không được nói cho ai biết, nhất là Thu Vũ. Tuân mệnh. À phải, câu chuyện khác trẫm bảo ngươi tra xét sau rồi. Thần đã tốn không ít công điều tra kỹ lưỡng nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối về chứng mất trí của người. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi ta gặp đại nạn ở Bắc Châu. Tế Sơn thần lần này sẽ rất thú vị đây, sao chúng ta không mời mọi người đến chung vui nhỉ? Vài ngày sau. Chàng ấy vẫn không biết chăm sóc bản thân gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến chàng hao tâm tổn sức đến vậy? Khai mau, nếu sợ bệ hạ nổi giận thì đã có tiểu thư, cùng lắm là chúng ta chịu phạt chung thôi. Em nghe Ti Chớp kể nhiều người đã thẳng tay từ chối lời mời tham gia lễ hội nên mới khiến bệ hạ thâu đêm suốt sáng đó tiểu thư. Bắc Châu, chẳng lẽ hoàng thúc cũng từ chối rồi. Chàng giả vờ ngủ. Sao giả vờ sao? Không giả vờ sao hôn được nàng. Mình không nên làm phiền họ nữa. Hi hi hi. Thiếp không dám làm phiền bệ hạ nữa. Cáo từ. Đừng đi, nàng nỡ để trẫm đối mặt với những rắc rối nữa. Tự làm tự chịu. Hạ hỏa nào để ta massage cho nàng nhé. Đã xem hồi âm từ Bắc Châu thì dù nàng không làm phiền, ta cũng sẽ hỏi tội hoàng thúc đúng chứ. Có chuyện gì với Bắc Châu vậy? Hoàng thúc rất ham tiệc tùng mà, sao lại không tham gia? Chuyện kể ra thì dài lắm, thúc ấy. Thưa mời Bắc Châu. Tiêu rồi, Lê Tiễn không thể biết phong ấn linh hỏa ấn trên tay phải của mình. Chàng làm gì vậy? Chúng ta đang bàn chuyện đại sự đấy. Được rồi là lỗi của ta. Đồ ngốc, ta đã biết cả rồi. Hoàng thúc đang kể nghèo kể khổ với chàng sao? Cuộc đại loạn ở Bắc Châu vượt ngoài tầm kiểm soát, nhân dân lầm than quốc khố cạn kiệt. Thúc ấy nói với chàng chuyện này là để vay tiền. Nếu như chàng không đồng ý thúc ấy sẽ không đến. Chính xác. Thúc giỏi lắm, không làm mà đòi có ăn, chỉ biết đi mượn tiền à. Ta nghĩ Bắc Châu thực sự lâm vào đường cùng rồi, nàng muốn khoanh tay, đứng nhìn sao. Giúp đỡ là một chuyện, nhưng chàng không thể để thúc ấy ỷ lại mãi vào người khác vậy được. Đừng lo, ta đảm bảo sau chuyện này thúc ấy sẽ tự biết cách cứu bản thân mà. Vậy chẳng phải chàng đã có quyết định riêng được, sao còn đùa ta nữa? Khoan, bây giờ chàng đã khôi phục trí nhớ rồi, vậy đã nhớ ra Châu Ung là ai chưa? Chàng thật sự rất quan tâm đến hạnh thúc. Khi đó hai người... Không, không có chuyện gì xảy ra giữa bọn ta hết.
Vũ tỷ tỷ. Đệ nhớ tỷ quá đi mất. Ta cũng rất nhớ Lăng Vân đệ. Mau buông tay ra. Chàng đừng dọa đệ ấy. Trong bộ lạc của ta, nam nhân nào ganh tị đều sẽ bị phạt. Mặc kệ chàng ấy, để đi đường chắc đã mệt lắm rồi, ăn điểm tâm đi. Trẫm không thèm tranh luận với một đứa con nít vẫn chưa dậy thì. Đệ không mệt chút nào hết, chỉ cần để có thể giúp bộ lạc của mình và Thu Vũ tỷ tỷ thì không gì là mệt cả. Bộ lạc Mật Lâm có chuyện gì sao? Tỷ biết đấy, bộ lạc của bọn đệ bị tách biệt với các nước khác, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Từ khi bọn đệ tham gia chiến tranh, mẹ đệ nghĩ phải đưa bộ lạc của mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới được. Lăng tộc trưởng đúng là nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, bộ lạc của bọn đệ nằm ở một nơi cực kỳ hẻo lánh và không có một con đường nào dẫn ra ngoài. Vậy xây thêm đường đi. Bộ lạc Mật Lâm không bao giờ giao du làm ăn với các nước khác. Bọn họ tự cung tự cấp, lấy đâu ra ngân lượng để làm được. Chàng cũng biết sao? Để đây vì Lê Ca Ca đã nói mọi người có thể giúp đỡ bọn đệ đấy. Thế thì ngươi sắp lại gần nữ nhân của trẫm để làm gì hết? Xem nào, lúc hoàng thúc còn ở đây. Ngân lượng, sao người đang vay ngân lượng của người ta? À, tao biết lỗi rồi, đừng có kéo tay tao nữa mà. Thật là, vay chút tiền mà hai đứa đau khổ dữ vậy. Người vừa mới nói gì đó? Không không, tao biết cháu gái yêu quý của tao muốn ta tự lập. Đừng lo, nhưng tao biết phu quân của nó đã chuẩn bị hết mọi thứ cho ta. Hai người đang muốn làm gì vậy? Chỉ là, là bí mật không thể tiết lộ. Nể nào? Chàng đang nghĩ đến... Xuyệt. Nói ra thì không đinh nghiệm đâu. À đúng rồi, tai vách mạch rừng. Viết đi, để xem có đúng không. Từ khi nào Thu Vũ lại biết trêu chọc mình như vậy? Vậy thì chúng ta viết lên tay của đối phương xem có trùng khớp không. Tay của chàng, nàng ấy. Đúng như mong đợi, nàng luôn hiểu ta. He he he, Thu Vũ tỷ tỷ à, hai người ngọt ngào thật đó. Lễ tế sơn thần vẫn còn rất nhiều việc phải làm lắm đấy. Thằng nhóc thối. Dược thần sơn. Đa tạ các vị đã để mặt tham gia lễ tế sơn thần. Lát nữa, người nào tìm được cây ước nguyện sẽ có được vương miện chiến thắng và giành được phần thưởng năm nay. Ngoài giải thưởng lớn, trẫm sẽ còn trao một phần thưởng cá nhân cho cây ước nguyện. Người nào đồng ý giao cây ước nguyện cho trẫm sẽ được ban một ân huệ. Cây ước nguyện. Không ngờ hoàng thượng mời được tất cả mọi người đến, nhưng người đến ai cũng có tham vọng. Bây giờ trẫm tuyên bố cuộc thi tìm thần dược ở Dược Thần Sơn chính thức bắt đầu. Cây ước nguyện tất nhiên phải giữ cho riêng mình rồi. Ngọn núi lớn như này thì sao chúng ta tìm được cây ước nguyện? Ta đã điều tra rồi, hôm đi rồi ta nói cho nàng biết. Không biết ngại à? Ta cũng muốn. Chúng ta vẫn chưa thành hôn, chỉ là nắm tay nhau thôi. Cứ đãi cơm chó đi, đợi đến lúc tìm được cái ước nguyện thì Thu Vũ cũng sẽ lập vậy với ta. Thu Vũ, chờ ta nhé. Nếu tìm ra được cái ước nguyện, Đăng Vân sẽ được thành thân với một cô nương tuyệt trần. Vậy thì chúc để may mắn nha. Lê Diệp, để tên đó tránh xa Thu Vũ. Huynh định làm gì? Ta có việc quan trọng phải làm. Sao Lê Tiễn lại không đi cùng? Đợi chút, hướng đó là... Ta có việc khác, mọi người cứ đi trước đi. Đệ muốn thành thân với một mỹ nhân phải không? Ta là biết hết mỹ nữ ở Tây Lê đấy. Thu Vũ tỷ tỷ. Hả? Thật sao? Nàng lo cho ta nên mới chạy tới đây sao? Ta chỉ lo chàng bị lạc thôi, lễ hội đâu thể tiếp tục nếu thiếu chàng. Đợi chút, ta sẽ quay lại ngay. Chàng định cứ thế rồi đi sao? Sống như ở đại hội vạn quốc lần trước. Khi nào đến thời cơ thích hợp, ta sẽ giải thích mọi chuyện cho nàng. Đến cái thời gian thích hợp hay không cũng phải do chàng tự quyết sao? Không phải, ý ta là... Kể từ khi mất trí nhớ, chàng không chịu mở lời với ta câu nào. Thu Vũ, nàng tin ta đi, ta làm tất cả cũng là vì... Lại là vì muốn tốt cho ta đúng không? Hoàng thượng, đã bao giờ người nghĩ đến cảm xúc của ta chưa? Mặc dù nữ nhân Tây Lê có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng thực chất họ rất có bản lĩnh. Wow, ta rất muốn được gả cho một cô nương Tây Lê đó nha. Mà để đích thân tới tận đây chỉ để tìm đối tượng thành thân thôi sao?
Tất nhiên là không rồi, đệ đến là vì bộ lạc của mình. Bộ lạc? Phải, có điều Lê Hoàng đã giúp đệ giải quyết chu đáo rồi. Lê Hoàng thực sự rất nhân hậu, không chỉ giúp bọn đệ mà còn cứu cả Bắc Châu, thảo nào Thu Phủ tỷ tỷ lại chọn lấy huynh ấy. Đệ có thể kể cho ta chi tiết hơn không? Ta rất tò mò sao Thất Ca lại đỉnh vậy. Bộ lạc của bọn đệ muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, muốn trở nên mạnh hơn, tuy nhiên lại không có nguồn nhân lực và ngân lượng để xây đường xá. Bắc Châu vừa kết thúc chiến tranh nên ngân khố cũng cạn sạch. Lê Hoàng đã nghĩ ra cách cử người Bắc Châu đến giúp bọn đệ xây dựng đường xá, đổi lại bọn đệ sẽ cho phép họ buôn bán các loại thực vật quý hiếm của mình. Lợi nhuận bán hàng sẽ chia 3-7, bọn đệ sẽ phất lên, ngồi không ở nhà cũng kiếm ra tiền. Vậy có nghĩa là Bắc Châu và bộ lạc? Không đúng, cái này không chỉ dừng lại chuyện giữa Bắc Châu và Mật Lâm. Huynh ấy cố tình liên kết tất cả các quốc gia lại với nhau. Để nó sai gì sao? Trong mặt huynh đáng sợ quá. Không có gì, ta vừa chợt nhớ ra là có việc cần làm thôi. Đã vậy thì mình mặc huynh ấy. Châu Thu Vũ, cố đây làm gì? Trả sách cho ta. Đông Vân nghĩ. Cô tới tiệm gì sao? Hắn ở đây đúng lúc lắm. Ở đây thì tìm được gì chứ? Kho vàng châu báu đều ở sâu trong núi kia kìa. Sâu trong núi? Lê Tiễn thời đi lâu rồi, chàng ấy tìm được rất nhiều thần dược quý hiếm. Hình như có độc dược, thần dược và thuốc giúp con người tái tạo lại bộ phận cơ thể. Tái tạo lại bộ phận cơ thể? Có phải là hóa tái sinh không? Nó thực sự tồn tại. Phải, ta vô tình nghe được chuyện Lê Tiễn muốn giữ nó trong ngân khố. Hắn đi hướng nào vậy? Khoan đã, sao cô lại tiết lộ cho ta điều này? Vì chỉ có vậy ngươi mới ngăn chặn trực tiếp được huynh ấy. Bắc Châu đang trong tình thế bấp bênh, sao ta có thể để tay Lê động vào cây nguyện ước trước được? Ta công tư phân minh, biết phân biệt trách nhiệm mình giữa hoàng phi với nước, mình giữa hoàng phi với nữ vương. Huynh ấy đi hướng đó, ngươi phải nhanh lên. Một khi cây nguyện ước rơi vào tay huynh ấy là cuộc thi sẽ kết thúc. Đúng là lòng dạ đàn bà. Ngoài miệng thì nó không quan tâm nhưng mình... Đông Vân Nghĩa, ngươi đây làm gì? Ta đến để bàn một sao kẹo với ngươi. Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Nào nào, để tình bán hoa tái sinh cho ta đi, giá nào ta cũng chịu. Ta còn chưa nhìn thấy nó đấy. Đừng có lừa ta, đây là hoa tái sinh, ngươi dám thề là cả đời này chưa từng nhìn thấy nó không? Tai ta cũng thành ra như thế này cũng là do ngươi, không đưa cho ta hoa tái sinh thì đừng hòng đi đâu cả. Bỏ ra. Thứ ngươi muốn có là cây nguyện ước, ngươi nỡ lãng phí thời giờ quý báu với ta và hoa tái sinh sao? Giờ tranh luận với tên này cũng vô dụng, ta không thể lãng phí bất cứ giây phút nào với hắn nữa. Thứ này trông khá giống với hoa tái sinh. Không phải là ta không muốn tặng ngươi mà tại nó ở ngay đằng kia, ngươi đâu cần tranh chấp với ta vì điều đó. Chính nó là hoa tái sinh, tay của ta được cứu rồi. Vong thiên sầu và hoa tái sinh rất giống nhau, ăn vào sẽ bị mê sản, ảo giác và khiến người phát điên. Vong thiên sầu. He he he, tai của ta sắp trở lại rồi. Tiệt quá xá, rồi ta sẽ bất khả chiến bại, rồi ta sẽ làm chủ thiên hạ. Điện hạ vạn tuế, vạn vạn tuế. Điện hạ, ngài vất vả rồi, đã đến lúc hưởng thụ một chút. Hưởng thụ? Đúng vậy, chẳng phải điện hạ thích những mỹ nhân nam lăng sao? Phải, mỹ nhân nam lăng, tìm cô ấy về cho ta. Bệ hạ, chúng ta tới rồi, mỹ nhân nam lăng đang đợi ngày kia. Loài thanh mộc, phù dung này rất hữu dụng cho việc chữa vết thương ngoài da, phải đem về cho Lê Diễm mới được. Cây nguyện ước mọc ở một nơi rất nguy hiểm. Cơ mà nó sẽ giúp Lê Diễm thích mình, he he he. Á, à, mỹ nhân. Người điên à, ta là quận chúa Nam Lăng đấy. Ha ha ha, nữ nhân Nam Lăng đúng là rất xinh đẹp quyến rũ. Không, cứu với. Không sao rồi. Đừng lo, ta sẽ không để hắn làm tổn thương cô đâu. Lê Diễm! Ta thực sự không cố ý, là do ta đột nhiên bị ảo giác mà. Là tại Lê Tiễn, sau khi ăn thảo dược hắn đưa cho, ta bắt đầu bị mê sảng. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Nếu ngươi thành hôn với công chúa, ngươi sẽ được phong thành phò mã Nam Lăng. Với kẻ đang cố đoạt nga vàng thì đây đúng là một món hời. Đâu có, ta... Phi! Ta thà chết cũng hơn lấy ngươi.
Sao thế? Ta sợ hắn sẽ ép cô phải thành thân với hắn. Nếu bị tung tin đồn quận chúa đã thất thân thì hắn sẽ đạt được mục đích. Không đâu, ta hứa, ta thề. Ai thèm tin Đông Vân Nghĩa người chứ? Nói đúng lắm. Hắn đã làm rất nhiều tội ác, Thu Vũ và Lê Tiễn cũng đã bị hắn hại cho thê thảm. Ta sẽ diệt trừ mầm hậu họa này. Ở Nam Lăng, nhục mạ nữ nhân là phải hành hình, chém độc. Ta đã quá nhân từ với ngươi rồi. À, cứu ta với Châu Thu Vũ. Tiêu Tiêu. Thu Vũ tỷ tỷ. Tiêu Tiêu, có chuyện gì vậy? Vừa nãy hắn cố tình mạo phạm muội. Quận chúa, sợ muội cũng đã biết hắn là loại người gì rồi đấy. Muội là quận chúa Nam Lăng tôn quý, không nên để bàn tay nhớ máu bẩn của hắn. Muội cũng không muốn làm vậy, nhưng không thể tha cho hắn dễ dàng vậy được. Ta có một cách khiến hắn không bao giờ dám làm phiền muội nữa. Ngươi định làm gì hả? Giết ngươi thì quá dễ cho ngươi rồi. Ngươi muốn có hoa tái sinh đúng không? Hoa tái sinh? Nhìn bên kia đi. Là hoa tái sinh? Đó là hoa tái sinh ta vừa nhìn thấy vừa nãy. Giờ thì nó là của Tiêu Tiêu. Ngươi bán cho ta đi, bao nhiêu ngân lượng ta cũng mua. Quận chúa, làm ơn, ta đúng là đồ cầm thú, không đáng làm ngươi. Giữ đi. Thật sự đưa bông hoa này cho hắn sao? Đúng rồi, quận chúa, người thật là tốt bụng, người đúng là tiên sáng trần. Không gì tồi tệ hơn việc mất đi một bộ phận trên cơ thể cả. Ngươi thật sự muốn nó? Ngươi thật sự muốn có nó à? Ha! Cái tai của ngươi sẽ không bao giờ mọc lại đâu. Thu Vũ tỷ tỷ, tỷ đúng là tuyệt vời. Đã hả giận chưa? À, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Lúc nãy gặp mặt, Hoàng Thúc đã đưa cho ta đó. Ngươi đang nói cái người đoạn tủ đó hả? Không phải độc dược đâu, đây chỉ là một loại thuốc khiến nam nhân yêu nam nhân thôi. Cái gì? Hoàng Thúc ta đang xử thuốc giải, nếu ngươi uống, ngươi sẽ yêu thuốc ấy một cách vô tội vạ. Nếu Hoàng Thúc vẫn không thấy ngươi hấp dẫn thì sao nhỉ? Chồng Thu Vũ, ngươi bỉ ổi lắm. Nếu phải thuyết phục Hoàng Thúc nạp thêm một nam phi thì cũng không khó lắm. Ngươi đúng là phải ném mùi một lần rồi. Ta sai rồi. Lê Diễm, Thu Vũ tỷ tỷ tuyệt vời quá có đúng không? Đồng Vân Nghĩa sẽ không bao giờ dám mấy đó ta nữa. Lê... Người đâu rồi nhỉ? Lê Diễm ở đây sao? Thu Vũ tỷ tỷ, tỷ không biết đâu, lúc nãy là Lê Diễm đã cứu ta đấy. Nếu không có Lê Diễm, sợ rằng ta đã... Các người cũng đâu thể trách ta hoàn toàn được. Ta đã nói là ta bị Lê Tiễn hãm hại mà. Ngươi nhìn thấy Lê Tiễn sao? Chàng ấy đi đâu rồi? Ở vách đá đằng kia, có lẽ hắn đã đi xuống rồi. Vách đá? Nói mau, ngươi giấu ta chuyện gì? Ta đã cắt dây, Lê Tiễn có lẽ chết rồi. Ngươi dám tự leo xuống vách núi cơ à? Vậy thì ngươi đáng bị như vậy. Đồ khốn! Trong chừng hắn ta, ta đi cứu Lê Tiễn. Tỷ tỷ, nhớ phải cẩn thận. May mà có nhánh cây này. Sắp tới rồi, mình sắp leo tới rồi. Ai ở đó? Bệ hạ. Chàng hăng hái quá nhỉ? Ha ha, Thu Vũ, nàng làm gì ở đây thế? Ha ha. Bệ hạ, chàng đang làm gì ở đây? Ta đến đây để ngắm cảnh thôi mà. Đây là nghi thức ngắm cảnh của bệ hạ sao? Ta... Đến khi nào chàng mới chịu nói sự thật với ta? Vì ta quá bất tài. Nên bệ hạ mới không sẵn lòng tin tưởng và chia sẻ nỗi lo của chàng với ta sao? Không, Thu Vũ, nàng nghe ta giải thích. Nghe đồn thì thế nào? Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lúc diễn ra hội nghị vạn quốc chàng cũng chẳng nói bất cứ điều gì với ta. Nếu chàng không cố ý giấu giếm ta, vậy chàng hãy nói cho ta biết chàng đến núi Thần Dược để làm gì? Điều gì khiến chàng phải liều cả mạng sống như vậy? Cây ước nguyện chỉ là truyền thuyết, còn chưa biết mình có tìm được nó không? Khoan hãy nói với nàng ấy.
Quên đi, ta biết vậy sẽ không nói với ta. Không ngờ sống lại một đời. Chúng ta vẫn không thể thành thật với nhau. Ta... À! Thu Vũ! Chàng mau quay lại cho ta. Này, ta ở đây. Chắc ta có kinh nghiệm treo cổ trên cây rồi. Trời mưa to quá, không biết Thu Vũ tỷ tỷ và Lê Tiễn sẽ có ổn không. Chắc chắc họ đã gặp chuyện không may rồi. Chính mắt ta thấy họ rơi xuống vách đá mà. Ngẫm cái mộc tốt của ngươi lại. Đừng lãng phí thời gian vào mấy lời tào lao của tên này. Ta nghĩ Thu Vũ và Lê Tiễn chắc đang mắc kẹt ở đâu đó vì mưa lớn thôi. Đúng vậy, chúng ta cần tập hợp mọi người đến đi cứu họ. Khoan đã, ngoài đó nguy hiểm lắm. Hừ, các ngươi nghĩ sợi dây này có thể trói ta sao? Nàng ổn chứ? Ta ổn. Lối vào bị gạch, đá lấp mất rồi. Chúng ta sẽ không thể thoát ra ngoài được. Chúng ta cứ đợi ở đây, Tiêu Tiêu nhất định sẽ cử người đến cứu chúng ta. Thu Vũ. Ta vẫn ổn. Ta thực sự đã rất lo lắng đấy. Tại sao nàng không nói với ta là mình đang bị sốt? Giờ làm chàng lo lắng thêm cũng chẳng được ích gì. Chúng ta vẫn đang bị nhốt ở đây mà. Ta có hơi đói. Ở đây không thể làm gì được. Chúng ta cũng không biết liệu Tiêu Tiêu có thể tìm được nơi này hay không. Khoan đã, cái cây đó. Sao trong hang động này lại có cá cá? Cây ước nguyện. Lê Tiễn, coi chừng! À! Lê Tiễn! Thu Vũ! Chàng tỉnh rồi! Thu Vũ! Chàng bị cái gì vậy? Ta đã lâu không ôm nàng thế này rồi, rất lâu rồi đó. Chàng ấy bị trúng độc rồi sao? Đừng nói là đại giá đổ bộ nhé, chàng có bị cắn ở nơi nào khác ngoài bàn tay không? Vừa rồi khi rơi xuống vách đá chắc ta bị gãy xương rồi, nếu giờ nàng hôn nó sẽ liền lại ngay. Sao chàng dám nói dối ta là mình vẫn ổn? Ta sai rồi. Đừng giận, ta hứa sẽ không nói dối nàng nữa, nàng muốn biết thứ gì ta cũng sẽ nói hết cho nàng. Là chàng nói đó nha. Rốt cuộc thì tại sao chàng lại đến núi Thần Dược? Ta tìm cây ước nguyện. Vậy chàng tìm cái ước nguyện đến làm gì? Ta không thể nói. Chẳng phải chàng đã hứa sẽ không lừa ta sao? Ta không thể nói được mà. Thế này đi, ta sẽ đoán, còn chàng sẽ xác nhận ta đoán đúng hay sai. Như vậy chàng có thể giữ bí mật và cũng không nói dối ta. Được được. Chàng muốn dùng cái ước nguyện để thống trị thiên hạ? Hay chàng muốn vàng bạc châu báu? Đừng nói là chàng muốn nữ nhân xinh đẹp nhé. Ta không có. Ôi ta ngốc quá, chắc là chàng ghét ta lắm. Thu Vũ không hề ngốc. Ta muốn cái ước nguyện để có thể vĩnh viễn ở bên nàng. Chàng nói vậy là sao? À, vậy hả? Chàng đang làm gì vậy hả? Thứ này thật đáng ghét, nó làm Thu Vũ đâu. Chàng, lẽ nào chàng... Vậy nên ta muốn tìm cái ước nguyện để Thu Vũ có thể sống thật lâu và hạnh phúc mỗi ngày. Nhưng cái ước nguyện rất khó tìm, trừ khi khinh công của ta lợi hại hơn. Bằng cách đó, ta mới có thể leo lên các vách núi hiểm trở để tìm nó cho nàng. Tại sao chàng không nói với ta? Ta sợ nếu mình không tìm thấy nó thì nàng sẽ thất vọng. Trước đây ta đã phạm lỗi làm khiến nàng phải khóc. Ta không muốn thấy nàng rơi lệ lần nữa. Sao nàng lại khóc? Ta sai rồi, ta hứa sẽ không làm thế nữa đâu. Cái đồ ngốc này. Ừ, ta là đồ ngốc, nàng đừng khóc mà. Chàng nhớ rõ, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chàng cũng không được xấu ta. Còn nữa. Chàng không được mạo hiểm tính mạng vì ta, chàng đã nghe rõ chưa? Được. Nàng chịu tha thứ cho ta rồi sao? Ừ.
Nếu nàng không giận nữa, vậy chúng ta... Dừng lại, Lê Tiễn! Ta nói... Dừng lại! Lê Tiễn! Đầu mình đau quá. Đằng kia có ánh sáng. Thu Vũ, có ánh sáng dưới đáy hồ, có lẽ đó là đường rời khỏi đây. Hả? Ta vừa nhìn thấy một đường hầm dưới đáy hồ, ta sẽ đi xuống kiểm tra độ sâu của nó. Chị có bị trúng độc không? Sao cơ? Ta thật sự bị trúng độc mà, thật đó. Ta uống thứ nước đó rồi tự nhiên cảm thấy khỏi hẳn. Thật mà, ta không lừa nàng đâu. Sao chị lại trông có vẻ lo lắng thế? Chị không sao là tốt rồi. Ta biết mà, Thu Vũ nàng là tốt nhất. Chỉ cần chàng nhớ làm sao đừng làm mấy việc nguy hiểm này nữa là được. Vậy còn về đường hầm dưới nước thì sao? Có ánh sáng phát ra từ đường hầm đó, nước dường như cũng chảy rất nhanh. Theo ta thấy đường hầm đó nhất định là lối thoát ra ngoài. Đúng rồi, cỏ ước nguyện. Chính thứ nước này đã khử chất độc trong người ta. Nàng phải tin ta, lấy cỏ ước nguyện rồi chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta hiểu mà, Thu Vũ đúng là tốt nhất. Thu Vũ tỷ tỷ mất tích rồi á. Ta và Lê Diệm đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy. Cuối cùng mưa cũng dứt rồi. Đừng có nói nữa, lo tìm người đi. Thu Vũ, bệ hả? Sáng như ngay từ đầu chúng ta đã không đứng ra tổ chức buổi lễ này. Thì có lẽ họ đã không sao rồi. Đừng tự trách mình. Chúng ta cũng không chắc hai người họ có bị mất tích không mà. Đông Vân Nghĩa, ngươi làm gì ở đây? Là dây thần của Hoàng cung Tây Lê. Nhất định Hoàng thượng đã bỏ nó lại. Có phải ngươi muốn giấu manh mối để chúng ta không thể nào tìm được họ không? Vô lý. Ngươi còn muốn hại thêm bao nhiêu người nữa? Ngươi nghe chuyện phá hoại đủ chưa? Bình tĩnh đã, ngươi có Đông Yên sắp đến đây rồi. Vậy ta cũng nên dạy cho hắn một bài học trước khi ngươi có Đông Yên đến. Cứu với! Dừng tay! À! Tài của ta! Thu Vũ tỷ tỷ! Hai người có sao không? Đều tại Đông Vân Nghĩa cắt dây thần hại người. Cô có chứng cứ để chứng minh việc đó là do ta làm không? Dây thần biến mất rồi! Ngay từ đầu ngươi đã cố ý muốn chối tội. Chối tội cái gì? Bây giờ là cô vô duyên cùng vô cớ cắt tay ta. Nói xem, Nam Văn Quốc các cô định đền bù cho ta thế nào? Còn có Tây Lê, các ngươi là nước tổ chức. Các ngươi phải cho ta một lời giải thích. Nếu không ta sẽ công khai lan truyền tin tức Nam Lăng và Tây Lê thông đồng bức hại hoàng tử của nước khác. Ngươi quá vô sĩ. Ngươi... Yên tâm. Cây ước nguyện ở hang động bên dưới. Chỉ cần hái nó về, tay ngươi sẽ được cứu. Thật sao? Nhưng nguy hiểm như vậy, ta nên sai khiến ai đi giúp ta đây? Ai cần chủng thì tự đi mà hái. Đúng thế. Người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm. Nam Lăng quận chúa ta sẽ đích thân xuống hái nó về cho ngươi. Ta biết ta không thể ngăn muội. Nhưng mà... Đa tạ tỷ tỷ. Chờ tin tốt của ta. Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Các người làm gì mà lâu thế? Ta không nên để mùi ấy đi. Đó là gì? Lê Diễm! Tiêu rồi, mình sắp không thở được. Mình sẽ chết đuối ở đây sao? Lê Diễm! Lê Diệm thực sự đến cứu mình. Đa tạ huynh, Lê... Vào đến đây, quận chúa bị thương rồi. Đây là cỏ ước nguyện. Ha ha ha, cỏ ước nguyện cuối cùng cũng thuộc về ta.
cỏ ước nguyện. Sau khi hái được nó, bái lại dưới trăng 3 lần, mọi điều ước sẽ thành hiện thực. Ta muốn mọc lỗ tai, ta muốn mọc lỗ tai, ta muốn mọc lỗ tai. Sao lại thế này? Ha ha ha, cỏ ước nguyện chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Các ngươi định qua loa lấy lệ thế này sao? Qua loa lấy lệ? Bây giờ quận chúa Nam Lăng đã bị trọng thương, ngươi còn muốn thế nào? Hừ, ta chỉ muốn đôi tay của ta. Quận chúa Nam Lăng đích thân tìm thuốc cho ngươi, nhưng ngươi lại cư xử chèn ép không khoan nhượng. Ngươi cho rằng người dân Nam Lăng sẽ dễ dàng để ngươi trở về, điều động binh mã đến viện trợ sao? Ta... An quốc vương nổi danh là một nô lệ của nữ nhi đấy. Ta sẽ nhớ kỹ món nợ hôm nay. Sau này ta nhất định tính toán tận gốc với các ngươi. Đồ ngốc, đem y phục khô đáo đến cho quận chúa. Vâng vâng vâng. Vậy mà tên tiểu tử này còn dám nói không thích Lăng Tiêu Tiêu. Dấu vết trên cổ Lê Diệm, hình như mình đã từng thấy ở đâu đó. Châu tổ kim quang, kho báu nhất định ở bên trong. Đó là hoa văn trên quan tài của tổ tiên Châu gia. Ta chưa từng chứng kiến một trận mưa nào to như này, chúng ta sẽ không thể quay về trong chốc lát được đâu. Đúng vậy, may là có một ngôi đền bỏ hoang để chủ nhân trú mưa. Đang chưa ngủ sao? Không thể tin được lễ bái sơn thần đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, ta không thể ngủ được. Nhưng lễ tế sơn thần này cũng đáng mà, nó khiến nàng tha thứ cho ta. Đừng nói linh tinh, nếu nó xảy ra thêm vài lần nữa, tuổi thọ của ta chắc chắn sẽ bị giảm. Đừng nói như thế, ta sẽ hoảng sợ đó. Ta sẽ không bao giờ rời bỏ chàng nữa. Không! Không! Cái vàng là của ta! Sao chàng lại nhìn ta như thế? Đi, đi lấy nước mau. Tuân lệnh. Đi lấy ít nước mau. Vâng. Lê Diệm, để vẫn thức sao? Nếu ta ngủ thì liệu ta có được chứng kiến một màn đặc sắc như này không? Bọn ta... Tẩu cứ như vậy mà tha thứ cho huynh ấy sao? Trước đó có kẻ chen ngang vào bọn ta, ta không thể trách huynh ấy hoàn toàn được. Huynh ấy là hoàng đế của Tây Lê, tẩu có thể đảm bảo sau này sẽ không có ai lợi dụng huynh ấy không? Dù sau này có bao nhiêu chông gai, nếu bọn ta tin tưởng lẫn nhau và nói chuyện thẳng thắn thì sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng tẩu đã làm gì sai mà lại đề phòng như thế này? Vậy, cuộc sống lừa lọc dối trá không hợp với tẩu đâu. Đệ đang làm gì thế hả? Thu Vũ là nữ nhân của ta, trước đây đệ, hiện tại và sau này cũng là vậy, nàng ấy sẽ mãi mãi là nữ nhân của ta. Huynh khôi phục trí nhớ rồi phải không? Nếu đúng thì sao? Vậy đâu huynh đã, để biết ngay thái độ của Thu Vũ có gì đó không đúng mà. Đừng để quá khứ khiến tẩu bối rối, suy nghĩ thật kỹ về tương lai đi, khi nào tẩu ngộ ra, tẩu có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Hôm nay đệ bị làm sao vậy? Ta sẽ đánh cho đệ một trận. Lê Tiễn! Ta sẽ trả lại cho đệ chính xác những gì đệ đã nói với ta, cẩn thận hơn với những người xung quanh mình đi. Lê Diệm. Đối với Tiêu Tiêu, ta chỉ... Sao cũng được, tẩu cứ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của ta đi. Cái tên này, hắn lại dám ngang nhiên, ve vãn nàng ngay trước mặt ta. Điện hạ, có chuyện gì vậy? Cút. Chàng đừng ghen, ta chỉ thích mỗi chàng thôi. Cầm lấy cái này và chế tạo thành thứ đồ ta muốn. Tuân lệnh. Cẩn thận, chỉ có mỗi một cây cỏ ước nguyện này thôi. Nếu người phá hỏng kế hoạch của ta, ta sẽ bắt người đền mạng. Cẩn thận, hôm nay là ngày trọng đại Tây Lê liên minh với các quốc gia khác. Kẻ nào dám làm hỏng việc, ta sẽ lột da kẻ đó. Lễ tế sơn thần đã kết thúc. Trẫm đại diện cho Tây Lê cảm tạ chư vị đã đến đây. Đó đâu chỉ là điều duy nhất để chúng ta nâng cốc chúc mừng. Vẫn còn có một việc nữa. Ta tuyên bố kể từ hôm nay, các đứa có mặt ở đây sẽ vĩnh viễn là huynh đệ, không được xâm phạm, chung tay giúp đỡ cùng nhau hưng thịnh. Ha 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 ha, chúng ta nên như thế từ lâu rồi. Các nước liên minh lại khiến chúng ta thấy rất an tâm. Chúc mừng chàng, chàng đã muốn thành lập liên minh để các nước gắn kết với nhau từ lâu rồi phải không? Lẽ nào đây không phải là nguyện vọng của nàng sao? Ta không nói về liên minh. Nói ta nghe, ngươi và cháu gái ta có hòa hợp với nhau chưa? He he he. Hoàng thúc, đây là đại hội liên minh giữa các nước.
Có một việc mà ta muốn chư vị có mặt ở đây làm chứng. Ta, Lê Tiễn, thề trước hoàng vị từ nay cùng sẽ chia thiên hạ với Thu Vũ. Cái gì? Sẽ chia thiên hạ? Ta mong ta phong Thu Vũ làm hoàng hậu, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không rời. Nếu ta vi phạm lời thề, thiên địa quỷ thần đều sẽ trừng phạt. Thu Vũ, nàng có đồng ý làm hoàng hậu của ta không? Ta đồng ý. Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ha 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 ha, chúc mừng chúc mừng. Chúc phúc cho hai người. Có tìm được có ước nguyện. Cô tìm được có ước nguyện, trẫm đã hứa sẽ thực hiện một tâm nguyện của cô. Ta Cô ấy sẽ không muốn ta ban hôn với Lê Diễm chứ. Ta không thể ép buộc Lê Diễm đâu. Xem lần sau thì còn dám hứa hẹn lung tung không. Ta muốn Lê Diễm dẫn ta đi tham quan kinh thành. Cái gì? Cô chỉ muốn có vậy thôi sao? Như vậy là đủ rồi. Ta không. Một yêu cầu nhỏ như thế mà đệ còn không đồng ý. Nếu đệ là một nam nhân thì đừng lúc nào cũng trốn tránh vấn đề. Ta ép uổng người ta quá sao? Vậy để ta đi với Thu Vũ tỷ. Ta chỉ mới trở về không lâu. Ta muốn nói. Ta không biết nhiều về kinh thành. Vậy có thể không? Tất nhiên là có thể. Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, chuyện gì cũng có thể. Này, ai cho cô nắm tay ta? Nàng sao thế? Hay, ta lo Tiêu Tiêu quá say mê Lê Diệm, nhưng cuối cùng để ấy. Nàng đừng lo, ta nghĩ Lê Diệm đối xử với Tiêu Tiêu có chút khác biệt. Chuyện của Lê Diệm đã đến lúc nên điều tra rồi. Lê Tiễn, chàng có biết hôm nay là ngày gì không? Kỷ niệm ngày đính hôn, kỷ niệm lần đầu nắm tay, kỷ niệm nụ hôn đầu, Tết Đoan Ngọ hay Giao Thừa. Chàng không biết thật sao? Ta biết chứ, hôm nay là thất tịch, lễ tình nhân. Lại là một ngày được thồn cơm chó rồi. Xí chút nữa thì tôi rồi. Chúc các bạn lễ tình nhân vui vẻ hén. Các bạn đừng quên mua quà tặng người thương nha. Lê Diễm, cái này đáng yêu quá đi. Mua mua mua. Vương gia, chúng ta còn mua nữa sao? Tiểu nhân sắp vác không nổi rồi. Lần nữa đi. Đó là cái gì? Bên kia náo nhiệt quá. Đánh lại lần nữa đi. Đánh lại lần nữa đi. Biểu diễn tuyệt vời lắm. Lợi hại quá. Khuôn mặt còn rất đẹp trai nữa. Trò bạc vảnh về thiên hạ. Ta thấy nó khá lợi hại mà. Được thôi, cô cho là lợi hại đi. Vị cô nương này có muốn ủng hộ ít tiền không? Tiếc quá, ta tiêu hết tiền rồi. Vậy lấy cái này thưởng cho ngươi đi. Hả? Cô đang làm gì đấy? Cô là nữ nhân, sao có thể đem vật tùy thân của mình cho nam nhân khác? Chỉ là một cái vòng cổ thôi mà. Nghe lời ta. Vương gia, chờ tiểu nhân với. Nương nương, người đã làm hòa với hoàng thượng rồi, tại sao người vẫn chưa hồi cung? Lê Tiễn nói hoàng cung đang bận rộn chuẩn bị cho đại điển phong hậu, không được thanh tịnh như thất vương phủ. Nhưng gần đây hoàng thượng không biết thất, không đến thất vương phủ năm nương nương, chẳng lẽ đại điển phong hậu đã xảy ra vấn đề gì rồi? Cũng đúng, cái tên này bình thường đều hận không thể dính lên người mình. Nương nương! Nương nương! Quý đại nhân đến. Sao ngươi lại đến đây? Ha ha ha, ta lo ngươi nhàm chán nên đến chơi với ngươi. Hả? Đa tạ. Thu Vũ tỷ tỷ, bọn ta lo tỷ nhàm chán nên đến chơi với tỷ. Hai người cũng thế sao? Đừng để lộ chuyện. He he, đúng, đúng đúng đúng, bọn ta cũng thế. Các người nghĩ ta là kẻ ngốc à? Thôi tiêu rồi. Có điều hôm nay tâm trạng ta tốt, tạm tha cho các ngươi một lần. Tiểu Mai, Tiểu Lan, dẫn theo Hàn Hiên, chúng ta đi. Nương nương không tò mò họ đang giấu chuyện gì sao? Chắc chắn lại là âm mưu của cái tên kia. Ta không muốn phá hỏng bí mật bất ngờ. Đã xong hết chưa? Hoàng thượng yên tâm, mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Tốt lắm, chắc chắn Thu Vũ sẽ rất vui. Vẫn còn một việc. Hoàng thượng, trước đây người yêu cầu điều tra Lý Công Công,
sợ đã có manh mối. À! Người còn đến bên ngoài hoàng cung làm gì? Được hầu hạ cha nuôi là may mắn của ngươi. Nhắc mới thấy lạ, lẽ ra Lý Công Công đã chết. Bác điện hạ cứu ta. Thôi thôi thôi, hắn cũng sắp tắt thở rồi. Mau, mau đi báo với quản sự. Ném hắn xuống hố chôn đi, thứ xui xẻo. À anh. Rõ ràng hắn đã bị ném vào hộp bộ chôn tập thể, nhưng lại thần kỳ hồi phục quay về hoàng cung. Theo hắn nói thì hắn được quý nhân giúp đỡ. Còn hậu bao này, đó là vật bất ly thân của Lý Công Công, nghe nói năm đó ông ta được quý nhân ban tặng. Bất kể dùng cách gì, cũng phải lấy được nó cho ta. Vâng. Ngày mai là đại điển phong hậu rồi, sao hoàng thượng còn chưa đi nghỉ? Người nói xem, liệu Thu Vũ có thích không? Thích cái gì? Có thích đại lễ mà ta chuẩn bị cho nàng ấy không? Ha ha ha. Hoàng thượng có lòng chuẩn bị như thế, nương nương nhất định sẽ thích. Hai kiếp người, hai đại hôn đều là đồng sàng dĩ mỏng. Thu Vũ, lần này ta nhất định chuẩn bị cho nàng một đại hôn cả đời khó quên. Lễ quan nhanh chuẩn bị sẵn sàng, nương nương sắp tiến cung rồi. Trưởng quan Tư Thiên Giám, không hay rồi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngọc hốt lại bị vỡ? Tốt qua lúc ta kiểm tra nó vẫn còn nguyên vẹn mà. Nhất định có kẻ đã động vào rồi. Chỉ còn 2 giờ nữa là đến đại hôn, có ngọc hốt dự phòng không? Ngọc hốt dùng cho đại hôn của hoàng thượng là miếng ngọc cao cấp, từ thời Thái Tổ Khai Quốc truyền lại không có ngọc dự phòng. Vậy không cần dùng nó nữa. Tuyệt đối không được, ngọc hốt đại diện cho thiên ý, ngọc hốt bị hỏng chứng tỏ có niềm không lành. Xin hoàng thượng hoãn lại đại hôn. Người nói cái gì? Hoàng thượng bình tĩnh. Thần là trưởng quan Tư Thiên Giám, không thể để hoàng thượng phạm sai lầm bất kính ý trời. Dù hoàng thượng cách chức thần, thần cũng phải can gián hoãn đại hôn. Khó khăn lắm mình mới có thể tổ chức đại hôn cho Thu Vũ. Hoàng thượng, chúng ta vẫn còn cách, người quên rồi sao? Kinh Lôi, thông báo Tiểu Mai Tiểu Lan giữ chân Thu Vũ. Chúng ta phải giải quyết chuyện này trước khi Thu Vũ đến. Vâng. Trong vòng 4 giờ, ta nhất định phải xử lý xong nó. Tổ chức đại hôn làm gì? Chẳng phải thành thân đâu rồi à? Đúng là lãng phí tiền của. Hả? Đông Vân Nghĩa? Ta có một giao dịch muốn bàn với ngươi. Người sắp thành hôn rồi cơ mà. Có gì để nói chứ? Ta nghe nói vân bích của Đông Yên là viên ngọc tuyệt thế. Ta muốn người lấy nó làm quà tặng cho hôn lễ của ta. Vân bích là bảo vật của Đông Yên, sao có thể? Đại đã, nếu người đến tìm ta có phải là hôn lễ sẽ ra chuyện gì được không? Vậy thì sao? Ra giá đi, bao nhiêu ta cũng trả được. Ngươi sẽ trả bằng mọi giá luôn sao? Thật đáng tiếc, vân bích trong tay muội muội đen trong lãnh cung. Đông Vân Tuyết, ta đồng ý để cho cô ta trở về Đông Yên với ngươi. Ngươi nghĩ bảo vật của Đông Yên chỉ đáng giá thế thôi sao? Nằm mơ đi. Ngươi còn muốn gì nữa? Sau lễ đại hôn, ngươi phải phong em gái ta làm quý phi. Và đối xử với nó tốt hơn cả hoàng hậu. Thật hoang được. Hắn đã nói vậy ư? Xem bổ cô nương có xử đẹp hắn ta không? Rồi Tây Lê sẽ mang tiếng là cướp bảo vật của nước khác mất. Có bản lĩnh thì nghĩ cách khác đi. Thứ duy nhất có thể cân bằng với ngọc bích của Tây Lê là vân bích của Đông Yên. Ta sợ là... À, ta có cách này. Hay là sau đó thì... Đúng là... Không ngờ người của bộ lạc hỏa ngư cũng đang ở đây. Chúc hoàng thượng và hoàng hậu bách niên sai lão. Họ gọi ta từ Bắc Châu đến đây chỉ nên rắc cẩu lương thư. Mọi người đều kết hôn hết rồi, chỉ có mình ta vẫn còn độc thân. Nhưng mà thật may mắn khi được gặp công chúa Nam Lăng. Ngưu đại ca... Hả? Ngưu đại ca đến đây nào? Sức mật của ta thành sự thật rồi. Đợi ta ở đấy, ngươi nhất định phải đến nhé. Chắc chắn Tiêu Tiêu muốn hẹn hò với ta. Hê hê. Cạnh lãnh cung, lát gặp. Lãnh cung. Ồ, những thứ này đều là hoàng thượng ban tặng ư?
Hoàng thượng vẫn luôn nghĩ đến người, đây là bức thư gửi người. Ghét ghê hả? Ngài ấy thật sự. Hoàng thượng đang đợi người, vi thần xin phép cáo lui trước. Hả? Ca ca nói đúng. Lê Tiễn vẫn phải lấy lòng ta, đi sang điện bên cạnh thôi. Điện bên cạnh lãnh cung. Các ngươi lui xuống trước đi đã. Muộn rồi, không có ai tìm ta đâu. Sao lại tối thế này, không bật đèn lên sao? Để nào hoàng thượng muốn gặp ta để... Ta đến rồi đây. Hê hê, người đẹp, ta đợi nàng lâu lắm rồi. Ôi trời, sao người bỏ vàng vậy? Mà người để đâu từ bao giờ thế? Chậm chút. Người của Đông Yên độc ác thật đấy. Thu Vũ tỷ tỷ nói những đồ tốt của tộc ta đều là những đồ đắt tiền, vậy mà Đông Yên lại chả có nửa giá. Không phải do người ngu ngốc sao? Người là người tìm người Đông Yên bán những thứ đồ tốt đó mà. Ta sẽ đi hỏi Ngưu thủ lĩnh, bắt hắn giải thích rõ cho ta. Ngưu đại ca, hắn ta còn ngu hơn cả con bò, hắn biết gì ngoài việc đi kiếm vợ chứ. À! Sao người dám lừa ta? Ngươi không phải hoàng thượng. Dám mắng lén sau lưng ta. Ca, chuyện gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Người đâu? Đánh nhau rồi, sắp xảy ra án mạng rồi. Không được, không thể gọi người tới đây. Ta Cô là ai? Lúc nãy không phải là Tiêu Tiêu sao? Hoàng thượng giá đâu? Ở đây đang có chuyện gì? Việc này không liên quan tay lê các ngươi, bớt là chuyện bao đồng đi. Ngươi thông gian với phi tử ta, còn nó không liên quan tay lê sao? Ta không thèm phi tử của ngươi, ngươi vừa nãy rõ ràng là Tiêu Tiêu. Ta mới là người nên nói câu đó. Hoàng thượng, ta tưởng hắn là ngài. Đã vào lãnh cung còn dám ế loạn cung đình, tội của ngươi thật đáng chết. Ta không quan tâm những việc này, tốt nhất ngươi nên giải thích vì sao trước đây ngươi lừa ta. Nếu không, người đừng nghĩ tới việc sống sót rời khỏi tay lê. Hả? Đều tiêu xài hết rồi, ta... Hai vị bình tĩnh, ta có một ý. Chuyện của Đông Vân Tuyết, chuyện ra ngoài thì không hay lắm. Chỉ bằng cứ thông báo cho cô ta đột ngột bệnh chết, để Đông Vân nghĩ đưa cô ta đi. Việc sỉ nhục này sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Các ngươi nhất định phải trả giá. Hoàng thượng xin giơ cao đánh khẽ, lần này là Tuyết Nhi hồ đồ, ta nguyện dùng Ngọc Vân Anh ê đền tội cho ngài. Sau này ta nhất định quản tốt Tuyết Nhi, không để bù ấy làm phiền hoàng thượng và nương nương nữa. Thôi bỏ đi, hiện tại ta cũng sắp đại hôn, không nên tạo sát nghiệp. Tạ hoàng thượng, ta không đồng ý mà. Còn ta thì sao, ngươi định bồi thường ta thế nào? Chuyện này, tiểu nương này nhìn cũng khá vừa mắt. Ca, ngươi muốn làm gì vậy? Không biết tốt xấu gì cả, đây đã là chỗ dựa tốt nhất ta tìm được cho muội đấy. Ca, ta... Hoa... Tỉnh thất. Trước mắt đã là tỉnh thất rồi, người hãy vào trong thắp hương tỉnh tâm cầu phúc. Đây cũng là một phần trong lộ trình để hôn mư, thủ tục trước khi phong hậu mà, cầu các lợi. Vậy sao? Tại sao hoàng thượng còn chưa xong nữa? Ổn rồi. Nhốt nương nương ở đây, chúng ta vừa có thêm thời gian lại vừa an toàn. Diễn xuất tệ như vậy mà còn muốn lừa ta. Cái tên Lê Tiễn này định tạo bất ngờ gì? Tại sao cần phải nhốt mình? Để đang làm trò quỷ gì ở đây? Lê Diễm. Ta đến đưa tẩu đi. Tỉnh thất. Có chuyện xảy ra sao? Lê Tiễn có ổn không? Đừng lo cho Lê Tiễn nữa, tẩu nên lo cho chính mình đi. Đệ đang muốn nói gì? Tẩu không phù hợp với cuộc sống hoàng cung, tẩu còn chưa rút ra bài học sao? Trước đây ta đã nói rồi, đó là do có người cố ý phá rối. Vậy trước đó nữa thì sao? Tẩu quên việc mình đã sống tới hai kiếp rồi sao? Đệ, làm sao đệ biết? Ta không biết làm thế nào để tìm hiểu được việc này, nhưng giờ Lê Tiễn đã khác rồi. Khác thế nào? Một nam nhân trong lòng chỉ có thiên hạ thì làm gì còn chỗ dành cho tẩu. Cho dù tâm ý của Lê Tiễn không đổi, tình hình các Bắc Châu và Tây Lê phức tạp, tẩu có thể đảm bảo mình và huynh ấy mãi mãi không đứng ở hai phía đối lập sao?
Đi với ta, chúng ta rời khỏi hoàng cung, sống cuộc đời tự do tự tại. Từ đầu tấu đã thuộc về ta. Hoàng thượng đẹp trai quá. Cuối cùng mình cũng có thể kết hôn với Thu Vũ rồi. Thu Vũ, ta đến đón nàng đây. Thu Vũ đâu? Sao lại thế? Bọn ta luôn túc trực ở bên ngoài mà. Mau, phái người đi tìm tung tích của hoàng hậu. Thu Vũ, nàng làm sao vậy? Tiểu thư. Ánh mắt của Thu Vũ. Nói, tại sao lại nhốt cho tôi? Nói, tại sao lại nhốt ta trong tỉnh thất? Chẳng lẽ muốn giở chiêu trò gì? Ta chỉ muốn tặng nàng một bất ngờ. Ta chỉ muốn cho nàng đại hôn hoàng mỹ, nhưng kết quả lại khéo quá hóa vụng. Nàng đừng bỏ mặt ta. Hoàng thượng vì hôn lễ mà lao tâm kiệt sức không hề dễ dàng. Đây chỉ là lỗi lầm nhỏ. Thu Vũ tỉ ra thứ cho hoàng thượng đi mà. Từ đầu ta đã đoán là chàng muốn giở trò rồi. Chàng đã còn giấu giếm ta. Dạ nàng, ta hoảng sợ rồi. Sau này ta sẽ không dám nữa. Nếu chàng còn lộn xộn làm ta lo lắng nữa thì chàng sẽ biết tay ta đấy. Nhưng chuyện bất ngờ vẫn phải diễn ra. Á! Phu nhân thích là tốt rồi. Giờ là đã đến, chúng ta mau bái đường thôi. Sống qua hai đời, đây là lần đầu tiên mình có một đại hôn hạnh phúc thế này. Đế hậu phu thê đối bái. Từ nay về sau không đợi xa mãi nhau, mãi không đổi thay. Nương nương, coi chừng. Nương nương, coi chừng. Thu Vũ tỷ tỷ đến rồi, mọi người chuẩn bị. Thu Vũ tỷ tỷ, tỷ phải chọn đúng phu quân của mình mới được vào động phòng nhé. Nếu như ta đoán sai thì sao? Ta có thể đổi phu quân không? Sao này có thể? Nếu tỷ đoán sai thì tỷ sẽ bị phạt. Cảm giác như trẻ con, chắc đây là Lăng Vân. Sao cảm giác cố sát khí? Bớt sợ đi, chuyển sang người tiếp theo nào. Đây là người cuối cùng. Những người phía trước cũng có ai là hoàng thượng sao? Ta không chắc, tiếp tục đi. Thu Vũ phải nhận ra ta. Là chàng ấy. Sao ta có thể không nhận ra chàng ấy chứ? Wow! Như thế là ăn gian. Tỷ ấy còn chưa đoán, sao lại có thể hôn tỷ ấy chứ? Sao Thu Vũ có thể không nhận ra nam nhân mà cô ấy yêu chứ? Nếu đã đùa vui đủ rồi thì mau biến đi. Ai dám làm phiền chúng ta động phòng, trẫm sẽ không khách khí đâu. Khoảnh khắc mà ta mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Chờ đã, ta có chuyện gấp cần nói với chàng. Chuyện quan trọng gì mà không thể chờ đến mai? Lúc ta đang chờ chàng ở tỉnh thất, Lê Nhiễm có đến và cố gắng thuyết phục ta bỏ trốn cùng hắn. Tẩu vốn thuộc về ta. Ta không thuộc về bất cứ ai. Thu Vũ. Nếu đệ thực sự yêu ta, đệ sẽ không coi ta như đồ vật của mình. Lê Tiễn chưa bao giờ làm việc này với ta. Từ khi đệ mở miệng đã thua rồi. Lê Diệm đã nghĩ cái gì vậy? Hắn biết về kiếp trước của ta. Vết sẹo phía sau cổ hắn giống hệt hoa văn của địa cung Bắc Châu. Ta lo rằng... Đêm nay là đêm động phòng của chúng ta, đừng nhắc đến nam nhân khác nữa. Thu Vũ, ta yêu nàng. Ta cũng yêu chàng. Hừ hừ.
muội đã cười suốt nửa canh giờ rồi. Có chuyện gì mà muội vui thế? He he, muội kể tí nghe. Lê Diệm đã tặng muội một hộp hương cao. Muội đường đường là quận chúa, có thứ đồ tốt nào mà chưa từng thấy, chỉ một hộp hương cao đã mua chuộc được muội. Là do Lê Diệm tặng thì phải khác chứ, muội đã quyết định về sau chỉ dùng hộp hương cao này. Hai người này sao đột nhiên tiến triển nhanh vậy? Lê Diệm rõ ràng là vừa... Không được, mình không thể để Tiêu Tiêu lúng sâu vào. Nữ theo đuổi nam thì nên lúc gần lúc xa, quá chủ động sẽ không thú vị nữa. Vậy muội Vinh nên làm thế nào? Không bằng muội tiến cung ở với tỷ một thời gian, cứ lạnh nhạt với đệ ấy. Vậy làm thế đi. Những ngày này Lê Diệm đối xử với Tiêu Tiêu quá nhiệt tình. Nếu cứ tiếp tục thế này mình sắp không xử nổi nhà đầu ngốc đó nữa. Chuyện gì thế? Sao sắc mặt nàng kém vậy? Còn không phải tại Lê Diệm mà, hắn nhất định đây có âm mưu. Nàng đừng nóng vội, đuôi hồ ly của hắn sớm muộn cũng lộ ra thôi. Sớm muộn là khi nào? Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là con của hai người họ cũng ra đời luôn rồi. Ta bảo chàng dùng chính sự giữ chân Lê Diệm, sao hắn còn rảnh rỗi như vậy? Oan ức quá, hắn mỗi ngày suốt đêm đều tìm thời gian đi gặp Tiêu Tiêu, ta còn có cách gì đây? Tóm lại, không ngăn được Lê Diệm, chàng cũng đừng về đây ngủ nữa. Thu Vũ, này có sao không? Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, đừng quan tâm ta. Tính khí của Thu Vũ càng ngày càng nóng nảy, lẽ nào thật sự chỉ vì lý do này? Hoàng thượng, thuộc hạ đã tìm được hầu bao người yêu cầu. Hầu bao gì? Hầu bao mà Lý Công Công được ân nhân tặng. Lý Công Công có thể đến được vị trí hôm nay đều nhờ vào ân nhân thần bí này. Ân nhân thần bí này có lẽ cũng là chủ tử của Tử Điện. Tại nơi ở của Lý Công Công, thuộc hạ tìm thấy mật hàm liên lạc giữa Lý Công Công và Tử Điện. Là người mặc áo đen đó. Tử Điện theo hắn ta sai đâu đánh đó, hắn ta cũng là chủ tử của Lý Công Công. Lý Công Công đi theo chủ tử chỉ vì báo ân. Không được nói xấu à anh, nếu không ta sẽ đánh các ngươi. Lần này tạm tha cho các ngươi. Nô tài đến để gặp ngài, xin ngài hãy bảo vệ tiểu chủ tử và nô tài. Đó là linh vị của mẫu phi Lê Diệm. Ân nhân của Lý Công Công là Lê Diệm, hắn chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả. Ta nhất định phải tìm chứng cứ, xem lần này Lê Diệm còn chối cãi thế nào. Thu Vũ bình tĩnh, cẩn thận có bẫy. Chuyện này sao có thể? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể. Này có sao không? Trên mảnh giấy đó đã viết gì thế? Đây là bút tích của Thái Thượng Hoàng. Không, đây chắc chắn là ngụy tạo. Đám kinh lôi đã cũ, tử nhất sinh để giữ gìn thứ này, sao có thể là ngụy tạo? Thái Thượng Hoàng rất yêu thương nàng và Hàn Hiên, ông ấy sẽ không... Thu Vũ, không được qua đây. Ta hỏi chàng, Thái Thượng Hoàng trầm mê cầu tiên vấn đạo có đúng hay không? Ông ấy trúng độc, thời gian sống không còn nhiều, vì vậy mới... Nhưng ta không biết ông ấy điều tra mệnh cách phượng hoàng của nàng. Trên thư đã viết rất rõ nàng, tất cả đều là kế hoạch của ông ta. Mọi việc đã làm ổn thỏa chưa? Thái Thượng Hoàng yên tâm, lần này hành sự đều là người phe ta, chắc chắn có thể trừ khử mẹ con Mộ Dung Thu Vũ. Đông Vân Tuyết đúng là nữ nhân ngu ngốc vô dụng, vốn dĩ kế hoạch là để cô ta tranh đoạt sủng ái với Thu Vũ, kết quả cô ta lại khiến Lê Tiễn hồi phục trí nhớ. Đừng trách ta nhẫn tâm, ta vốn chỉ muốn khiến họ rời khỏi tay Lê. Ngài không thể mềm lòng mà nương tay, Mộ Dung Thu Vũ trời sinh mệnh cách phượng hoàng, Lê Hàn Hiên lại là chân long hộ thể, mệnh số long phượng tương tranh, nếu Lê Hàn Hiên kế vị, không chỉ hoàng thượng băng hà mà toàn bộ long mạch Tây Lê cũng không giữ được. Lê Tiễn một lòng một dạ với Thu Vũ, nếu chúng ta không trừ khử Thu Vũ, tuyệt đối không thể.
mệnh cách Lê Hàn Hiên rất kỳ quái quỷ dị, nếu không có long khí của Hàn Vị trấn áp, chắc chắn sẽ không thể sống lâu. Nếu Mộ Dung Thu Vũ biết chuyện này, nhất định sẽ vì con trai mà xuống tay với hoàng thượng. Hoàng thượng đang tuổi trẻ khỏe mạnh, có thể có nhiều phi tần và con nói dỗi khác. Xin thái thượng hoàng đừng mềm lòng như nữ nhân. Ý trời đã báo cho ta biết việc này. Nếu Lê Tiễn không đành lòng ra tay, vậy thì đế ta. Ta không tin chuyện vô căn cứ này. Cho dù đã thái thượng hoàng, ta cũng không cho phép ông ấy làm tổn thương mẹ con này. Huynh không cho phép, thái thượng hoàng đã phái người lan truyền tin tức rồi. Lê Diễm, mau chạy đi, ngày mai triều đình và dân chúng đều sẽ biết Tẩu và Hàn Hiên là điểm xấu của Tây Lê. Bớt kích động chia đẻ đi, vợ con của ta ta sẽ tự bảo vệ. Nói nghe hay lắm, nếu mệnh cách của Hàn Hiên thật sự khắc huynh, huynh còn có thể nói vậy sao? Ta đem mẹ của ta cho con trai ta thì có vấn đề gì? Lê Tiễn, thần tử và thuộc hạ của huynh cũng nghĩ giống huynh sao? Kể từ ngày mai, những kẻ được gọi là trung thần nghĩa sĩ của Tây Lê đều sẽ xem mẹ con Tẩu là cái gai trong mắt. Hàn Hiên chính là bùa đòi mạng với hoàng thượng. Vì Tây Lê, bọn họ sẽ truy sát Hàn Hiên đến chân trời góc bể. Hàn Hiên của ta? Chỉ cần Lê Tiễn còn là hoàng đế, chỉ cần Lê Tiễn vẫn còn sống, Tẩu và Hàn Hiên sẽ vĩnh viễn không được bình yên. Câm miệng, Thu Vũ, đừng tin hắn. Người duy nhất có thể bảo vệ Hàn Hiên chỉ có Tẩu thôi, Thu Vũ. Hàn Hiên, mình muốn bảo vệ Hàn Hiên. Người nói vớ vẩn gì đây, ta sẽ không để Hàn Hiên bị. Thu Vũ. Ta muốn bảo vệ Hàn Hiên. Lê Tiễn, ta không muốn. Sao mọi việc lại thành thế này? Thu Vũ, bình tĩnh chút đi. Hoàng thượng đã chết, nếu bây giờ không trốn sẽ không kịp nữa. Ta sẽ bảo vệ Tẩu, chúng ta mau rời khỏi đây. Lê Tiễn, người của ta sẽ xử lý thi thể Lê Tiễn để kéo dài thời gian. Chúng ta ra ngoài cung, ở đó sẽ có người tiếp ứng. Sau này sẽ chỉ có hai người chúng ta, chân trời góc bể, mãi không chia lìa được không? Hai người? Hàn Hiên thì sao? Ta muốn đưa Hàn Hiên đi. Lê Tiễn chết rồi, Hàn Hiên ở lại đây có thể được thừa kế ngôi vị, bạn nó theo sẽ làm hại nó. Ôi! Bọn họ sẽ gây hại cho Hàn Hiên, chỉ có ta mới có thể bảo vệ thằng bé. Chỉ có ta. Lê Tỷ chết rồi, nhưng vẫn để lại một đứa bé để tranh Thu Vũ với ta. Chờ đã, chúng ta sẽ đưa Hàn Hiên theo cùng. Vậy có được không? Vậy thì tốt, đi theo ta. Đây không phải đường đến nơi ở của Hàn Hiên, có phải Tẩu nhớ nhầm không? Lê Tiễn, ngươi chưa chết. Âm mưu của ngươi đã bị ta nhìn thấu từ lâu rồi, thậm chí người giúp đỡ ngươi cũng bị ta bắt lại. Lê Diễm, Tiêu Tiêu, việc này không liên quan đến nàng ấy, thả nàng ấy ra. Không liên quan. Thu Vũ ra tay với ta là do trúng chất độc trên người cô ta. Ngươi biết rõ Thu Vũ sẽ giữ Tiêu Tiêu bên cạnh để ngăn cản ngươi qua lại với Tiêu Tiêu. Vì vậy ngươi đã hạ độc vào hương cao mà ngươi tặng Tiêu Tiêu. Ăn nói sằng bậy, không liên quan đến Tiêu Tiêu. Chất độc hương cao sẽ chỉ khiến người ta đau đầu và nóng nảy. Giống hành động của Thu Vũ mấy ngày trước. Ánh mắt của Thu Vũ như một khi chạm vào thuốc dẫn sẽ khiến người trúng độc bộc phát suy nghĩ giết người. Mà thuốc dẫn bị ngươi đặt vào hầu bao của Lý Công Công, hầu bao đó chẳng qua chỉ là mồi nhử lừa bọn ta cắn câu. Đây chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi có mặt chứng cứ không? Nguyên liệu của thuốc dẫn là cỏ ước nguyện, ngoại trừ Lăng Tiêu Tiêu người có thể lấy được cỏ ước nguyện, chỉ có ngươi xuống nước cứu cô ta. Chân tướng đều đã bại lộ,
ngươi không còn được trốn thoát nữa. Niệm tình ta và ngươi là huynh đệ, chỉ cần ngươi tỉnh ngộ đi. Đừng quên Thu Vũ vẫn ở đây. Đừng quên Thu Vũ vẫn đang ở trong tay ta. Ta sẽ đưa nàng ấy đến một nơi không ai có thể tìm thấy. Ôi! Ngươi không hỏi xem ta có đồng ý hay không mà. Tẩu không trúng độc. Không ngờ à, giả vờ sơ hở lừa ngươi thôi. Từ lâu ta đã phát hiện vết sẹo sau gáy ngươi giống hoa văn quan tài ở địa cung Bắc Châu. Ta đã uống thuốc giải độc trước, sau đó cùng Lê Tiễn diễn một vở kịch. Ngươi quả nhiên trúng kế. Vì đối phó ta, tẩu thực sự đã hao phí tâm tư. Đừng tưởng mình đa tình. Ta chỉ vì Tiêu Tiêu. Ta muốn giúp mụ ấy nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Huynh đã luôn lợi dụng ta ư? Chưa bao giờ thích ta sao? Chúng ta không có khả năng. Ta đã có hôn ước của riêng mình. Thu Vũ vốn nên là thê tử của ta. Là ngươi đã cướp nàng ấy. Ngươi lại ăn nói sằng bậy gì đấy. Ngươi không nhớ sao? Để ta giúp ngươi hồi tưởng lại. Lê Diệm lúc nhỏ. Mẫu phi được sủng ái nhất hậu cung không chỉ vì bà ấy thấu hiểu phụ hoàng, mẹ của Lê Tiễn và Lê Diệm, Viên Quý Phi, mà còn vì bà ấy đã sinh ra hai đứa con trai xuất sắc. Ta và Lê Tiễn đều có tư chất thông minh. Ý của phụ hoàng đã định thái tử sau này sẽ là một trong bọn ta. Thiên hạ này chỉ có thể có một thái tử là con trai ta Lê Duệ. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh vô cùng ghen ghét, vì vậy đã hãm hại mẫu phi tư thông với kẻ khác. Tố ánh, ta đã tin tưởng nàng. Mẫu phi không chỉ bị đày vào lãnh cung mà còn là trận hỏa hoạn đó. Không sai. Ngươi đã sống dưới mí mắt của kẻ thù giết mẹ suốt nhiều năm qua. Ta đã nghi ngờ bà ta từ lâu, vẫn đang chờ phụ hoàng trả lại công bằng cho chúng ta. Ha, ông ấy sao có thể xử trí thiên kim của Mộ Dung gia? Bớt phí lời, sau đó thì sao? Vì để trốn khỏi Mộ Dung Dĩnh. Con trai ta, mẫu phi đã phái Tâm Phúc chỉ chúng ta đi theo hai con đường bí mật xuất thành. Điện hạ, chạy mau. Trên đường ta bị người của hoàng hậu chặn lại, đều nhờ sự chiếu cố của cô. À! Người nhất định phải tiếp tục sống, nương nữ trên trời luôn dõi theo người. Lúc ấy ta đã mất liên hệ với hoàng gia, từ đó ta không còn như xưa nữa. Đúng là một hạt giống tốt, đi theo bọn ta đi. Ta được một nhóm người thu dưỡng, nhưng thật ra họ có mục đích khác. Họ là một nhóm đào mộ trộm. Mau xuống đó đi, ta còn đang chờ ngươi dò đường đấy. Nuôi ta chỉ để ta dò đường chết thay họ. Ngày thường họ không hề xem ta là con người. Ha ha ha, thưởng cho ngươi đó. Mỗi ngày ta đều chịu đói chịu lạnh, bị họ đánh đập. Còn ngươi thì sao? Ngươi trên đường bình an trốn thoát, đứa con thất lạc được tìm về, lão ta càng nâng niu ngươi trong lòng bàn tay. Trong khi ngươi làm hoàng tử sống trong nhung lụa, ngươi có biết mỗi ngày ta trải qua thế nào không? Nhiều năm qua ta và phụ hoàng vẫn luôn tìm đệ, nhiều người đều nói đệ không còn sống nữa. Hừ, ai sẽ tin? Đủ rồi. Bi kịch của ngươi là do Mộ Dung Dĩnh tạo thành, tại sao lại trút giận lên Lê Tiễn? Chàng ấy cũng là người bị hại. Không, là hắn. Là hắn đã lấy mất mọi thứ của ta. Ta sống cùng đám người đó hơn 10 năm. Gần như đã quên mất thân phận thật sự của mình, nhưng cuối cùng... Cô là Thu Vũ. Ta đã gặp tẩu Thu Vũ. Ta nhớ tất cả mọi thứ. Ngươi cũng từng đến địa cung Bắc Châu. Ta không chỉ từng đến đó, còn ở đó nhìn thấy được vận mệnh của các người. Xin lỗi. Thu Vũ. Thu Vũ, này không sao chứ? Đừng làm trò ngu xuẩn nữa. Nương nương, người nhất định phải cố lên, bà đỡ sắp đến rồi. Đau quá. Ta đã nhìn thấy những gì Thu Vũ phải chịu đựng, cũng nhìn thấy tổ ấy được sống lại trên thế gian này. Người biết chuyện ta sống lại? Phải, tổ chính là thiên mệnh chi nữ, tổ đáng được sống lại và có năng lực thống nhất thiên hạ này.
Để điên rồi sao? Ăn nói sằng bậy, ta không có hứng thú với thống nhất thiên hạ. Đó là bởi vì tẩu bị những lời đường mật của người nam nhân này lừa gạt. Địa cung Bắc Châu từ lâu còn có lời tuyên đáng Lê Tiễn nhất định sẽ giết tẩu. Một khi hắn giúp tẩu thống nhất được thiên hạ, hắn sẽ phản bội tẩu, thậm chí còn chính tay giết tẩu. Không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thu Vũ. Sao tẩu lại không biết? Tẩu vốn là hôn thê của ta. Sao có thể? Từ lần đầu tiên nhìn thấy tẩu, ta đã nhớ ra rồi. Hồi đó ta có một cô bạn là Thanh Mai Trúc Mã. Muội thật đáng yêu, lớn lên ta sẽ nhất định cưới muội. Được. Mẫu Phi, đây là trê tử tương lai của con. Vậy hãy lập một ước định nhé. Con cầm lấy chiếc vòng này, sau này phải gả vào nhà ta. Chúng ta đã trao tính vật định hôn, nhưng... Thu Vũ. À... Cái gì? Thu Vũ và hắn... Từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn một đời một kiếp. Trọn một đôi. Nhưng nàng lại gả cho Lê Tiễn. Tại sao? Người đã có được tất cả, sao người còn cướp hôn thê của ta? À! Ngọn lửa xanh đó không hề thiêu chết ta, còn cho ta có được sức mạnh của địa cung Bắc Châu. Đó là bước đầu trong kế hoạch trả thù của ta. Ta biết Châu Tịnh Hàn cũng được sống lại, nên đã cố ý dụ hắn đến địa cung Bắc Châu để tìm bảo vật. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Châu Tịnh Hàn là con dao ta mài chũa để giết Lê Tiễn, nhưng tên phế vật đó lại thất bại. Là ngươi đến lộ điểm yếu của Châu Tịnh Hàn ở trên trán đúng không? Ta đã xúi giục hắn luyện võ công của thái tử tiền triều. Ngươi có biết ngươi làm vậy là suýt hại chết Thu Vũ không? Người ta muốn giết là ngươi, ta đến lộ điểm yếu của hắn vì đó là kết cục hắn dám tổn thương Thu Vũ. Bất kể là Châu Tịnh Hàn hay là ngươi, chỉ là bàn đạp ta an bài vì Thu Vũ. Ngươi thật sự điên rồi. Ha ha. Ha ha ha. Điên sao? Kế hoạch của ta đáng lẽ phải rất hoàn hảo. Không ngờ lại chỉ vì chút chuyện mà thất bại trong chớp mắt. Biến số. Ta không ngờ nàng sẽ nhận được trợ giúp của Châu Long. Ta dự định sẽ đưa nàng ra khỏi quan tài sau khi Châu Tịnh Hàn giết Lê Tiễn. Nhưng nàng đã hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch của ta. May là các người đã chậm một bước, không phát hiện mọi việc đều do ta ở sau thao túng. Sau khi tên phế vật Châu Tịnh Hàn thất bại, ta đã tìm được một con rối mới. Ngươi thực sự có thể khiến Bắc Châu trở thành vật trong tay ta. Không chỉ Bắc Châu mà sau khi việc thành, Tây Lê cũng sẽ quy phục ngươi. Thật sao? Tất nhiên, nhưng nên nhớ nhất định phải khiến Mộ Dung Thu Vũ rời khỏi Lê Tiễn, chiến đấu đơn độc. Yên tâm, cho dù là vì Tuyết Nhi, ta cũng nhất định sẽ thành công. Ca! Nghe nói tình cảm giữa Lê Tiễn và Mộ Dung Thu Vũ rất tốt, chàng ấy sẽ đồng ý để ta làm hoàng hậu sao? Ta tự có sắp xếp, ngươi chỉ cần bám chặt Lê Tiễn, đừng để hắn quấy rầy Mộ Dung Thu Vũ là được. Chủ tử, Lý Công Công đã hạ dược thành công, Lê Tiễn bây giờ cực kỳ chán ghét Mộ Dung Thu Vũ. Thu Vũ. Lý Công Công và Tử Điện quả nhiên là thủ hạ của ngươi, hạ độc ta cũng là thủ đoạn của ngươi. À, anh và Tử Điện đang ở đâu? Họ vẫn còn sống sao? Ta không nhẫn tâm bệnh hoạn như ngươi. Kinh Lôi. Bác Điện hả? À anh. Từ lâu ta đã điều tra ra quan hệ giữa ngươi và Lý Công Công. Hắn bắt nạt Lê Diễm. Sao lại có việc này? Người đâu? Xử tử tình điêu nô đó cho ta. Nhưng ta cũng có lỗi với ngươi. Hừ, không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Hỗn xược. Nô tài không hoàn thành nhiệm vụ của bác Điện hạ. Nô tài tội đáng muôn chết. Các ngươi không sao là tốt rồi. Người biết thương tiếc thân tính của người, sao lại vì ham muốn cá nhân mà kích động chiến tranh? Rốt cuộc tính mạng của những người khác trong mắt người là gì? Lẽ nào họ đều là quân cờ sao? Ta... Nhưng Lê Tiễn sớm muộn cũng sẽ giết chủ thiên hạ lại này, không ngăn cản sẽ có nhiều người chết hơn. Người đang che giấu gì đó? Ta sẽ không đời nào giết Thu Vũ, việc này nhất định phải có ẩn tình và cách phá giải nó. He he he,
hoảng sợ rồi à? Ngươi cũng lo rằng mình sẽ giết Thu Vũ không phải sao? Ngươi tránh ra Lê Tiễn. Yêu ngôn hoặc chúng xử lại cũng vô dụng. Thu Vũ, lời ta nói đều là thật. Tiêu Tiêu, xin lỗi Thu Vũ tỷ tỷ. Muội đang làm gì? Hắn đã luôn lợi dụng muội. Muội biết, nhưng muội không thể nhìn huynh ấy chết ở đây. Lê Diệm, đây là lần cuối cùng ta cứu huynh. Từ nay về sau, sinh tử của huynh không còn liên quan tới Lăng Tiêu Tiêu ta. Lê Diệm, còn một việc nữa. Ta chưa từng nói với huynh. Người năm đó định thân với huynh không phải là Thu Vũ tỷ tỷ, mà là ta, người đến làm khách tại Tây Lê. Người đính hôn với ta là cô sao? Muội đáng yêu quá, ta muốn cưới muội làm vợ. Được, ta đã nhớ rồi. Hình như thật sự là cô. Từ giờ trở đi, hôn ước hủy bỏ. Chúng ta tự do cưới gả, không còn liên quan. Tỷ tỷ, lần này là Tiêu Tiêu nợ tỷ. Tiêu Tiêu muội, hắn không đáng để muội hy sinh nhiều vậy. Huynh ấy, huynh ấy từng cứu muội. Thu Vũ tỷ tỷ, xin lỗi. Lê Diễm, ngươi là tên khốn, thế mà lại nấp phía sau Tiêu Tiêu. Á, à! Giữa chúng ta, ta đã nợ cô quá nhiều. Đừng giả vờ thâm tình. Sao hắn lại thản nhiên đến vậy? Đừng mơ tưởng làm tổn thương Bát Điện Hạ. Nếu ngươi làm hại Bát Điện Hạ, ngươi phải chết. Ngươi lại có công lực thâm hậu như thế. Bát Điện Hạ đã dùng bảo bối bí mật của Địa Cung Bắc Châu giúp ta cải tạo thân thể. Ngươi không phải đối thủ của ta. Á, à! Thu Vũ, bắt giữ Lê Diệp. Chỉ cần có Lê Diệm trong tay, Lý Công Công sẽ không dám tùy tiện hành động. Cuối cùng các ngươi vẫn chậm hơn ta một bước. Tử đi. Biến mất rồi. Không ổn, Lý Công Công chỉ đang đánh lạc hướng. Chủ tử, việc đã làm xong rồi. Mẹ! Hạng Hiên! Đây là mùa hộ mệnh cuối cùng của ta. Ngươi trả Hạng Hiên ra, ta cam đoan sẽ để ngươi đợi đi. Bây giờ cô còn tư cách bàn điều kiện với ta sao? Đừng phí lời nữa. Ta biết người sẽ không hề dễ dàng thả Hạng Hiên, nhưng ta có thứ muốn trao đổi với người. Đây là tri tâm thạch của ta, ta dùng nó đổi Hạng Hiên. Hoàng thượng, đây là tri tâm thạch làm từ máu ở đầu trái tim ta. Kiếp này nếu Mộ Dung Thu Vũ ta có tâm phản nghịch, chẳng có thể bóp vỡ nó. Bây giờ tim và mạng của Thu Vũ đều trong tay hoàng thượng. Thu Vũ, nạn nhân lúc ta không đề phòng. Ta biết chàng sẽ không để ta mạo hiểm tính mạng, nhưng ta cũng vậy, sẽ không để ai tổn thương Hàn Hiên. Tri tâm thạch chính là mạng của ta, ngươi dám đổi hay không? Trả Hàn Hiên lại cho ta. Các người không có tư cách để bàn điều kiện. Tiếc là nào có ai lại thả con mồi ngon nghẻ này mà chưa lợi dụng triệt để. Đừng, Hạng Hiên. À, kẻ nào dám đuổi theo ta, lập tức xử lý thằng nhóc này. Thu Vũ, dừng lại, ta sẽ tìm cách khác để đưa Hạng Hiên trở về. Chúng ta phải nhanh chóng đưa Hạng Hiên trở lại. À, Thu Vũ, gọi Thái Y tới đây. Sao rồi, tìm thấy hắn rồi chứ? Chưa ạ, chúng thần chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết của Tiểu Điện Hạ. Thu Vũ đang bất tỉnh,
và dấu hoa trên tay nàng ấy đang thay đổi dần. Nếu chúng ta không sớm tìm ra Hàn Hiên, ta lo rằng chúng ta đã tìm được manh mối nào về Lý Công Công chưa? Lý Công Công đã được đưa ra khỏi cung, đang chịu phạt rồi ạ. Năm ngoái hắn bị tống ra khỏi cung, ngỡ rằng hắn đã chết, nhưng kỳ diệu thay sau đó hắn lại trở lại cung. Năm ngoái, vậy Lê Diễm chính là người đã cứu hắn rồi. Tử Điện tới với thân phận ám vệ đó làm việc thế nào? May mà chúng ta đã được tu dưỡng, rèn luyện ngay từ thở thơ ấu mà. Đợi đã, ta nhớ ra rồi. Hoàng thất luôn bắt ám vệ phải uống một viên có mùi hương. Nếu chúng ta sử dụng chuột chiên theo dõi mùi hương này, ắt sẽ có thể tìm thấy ám vệ mà ta cần. Cái gì? Vậy tức là Tiểu Lan và mình đã bị theo dõi ư? Nếu chúng ta tìm thấy Tử Điện, không chừng sẽ tìm được cả Hàn Hiên. Ta sẽ đi cùng ngươi, phòng có chuyện bất trắc xảy đến, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị. Thu Vũ, nàng vừa tỉnh, đừng ra ngoài được không? Ta muốn tận mắt nhìn thấy Hàn Hiên. Đám chuột đó có liệu đáng tin chứ? Tên Tử Điện đó đang ở đây sao? Sao chúng không chạy đi? Hắn vẫn đang ở trong cung sao? Thu Vũ, bình tĩnh nào. Đây là lần đầu tiên thần nghe nói có chuột theo dõi mùi hương, lẽ nào sai sao? Không sai, thần chỉ từng nghe nói về những loại chuột theo dõi mùi hương này, hôm nay quả là một trải nghiệm mở mang tầm mắt. Vậy mà Hàn Hiên lại bị bắt đi, giờ chỉ còn có mình ta ở đây. Tử Điện! Ta phải giết chết tình khốn nhà ngươi, vong ơn bội nghĩa. Hoàng thượng đã dạy công huấn luyện ngươi như vậy, ngươi nghĩ cái quái gì mà có thể phản bội ngài ấy mà đi bắt cóc Tiểu Điện Hạ chứ? Bác Điện Hạ không đối xử với ta như người ngoài. Thời thơ ấu của mỗi ám vệ sẽ chỉ để phục tùng chủ nhân, ám vệ trung thành sẽ luôn ở bên chủ nhân. Ta đã thề sẽ phụng sự Bác Điện Hạ suốt cuộc đời này rồi. Ồ, ta không quan tâm ngươi trung thành với ai, nhưng sao người dám bắt cóc Hàn Hiên chứ? Chu Di cửu tộc. Tử Điện, sao người không tránh? Bác Điện Hạ là chủ nhân của ta, kiếp này kiếp sau tuyệt đối ta không phản bội ngài. Ta sẽ hy sinh mạng sống của chính mình để đáp lại lòng tốt mà ngài ấy đã dành cho ta. Nếu người thực sự muốn báo đáp hắn, mau nói họ đã đi đâu. Hoàng hậu nương nương, xin lỗi, thật không thể nói với họ người được. Tử Điện, người không thể chết được. Mau nói cho ta biết Hàn Hiên đang ở đâu. Làm sao bây giờ? Tử Điện chết rồi, manh mối cũng không còn nữa. Nàng đừng quá lo lắng, nhất định vẫn còn cách khác để cứu Hàn Hiên. Hoàng thượng, Đông Vân Nghĩa đang dẫn đầu đại quân tấn công biên giới Tây Lê. Cái gì? Đừng hoảng, có lẽ Đông Vân Nghĩa không dám phát mặt đến đây, mới nhân lúc này tấn công chúng ta. Ta biết rồi, nhất định là Lê Diễm. Bọn chúng đang nhân cơ hội này đánh lạc hướng chúng ta, có điều. Ngược lại, chúng ta cũng có thể nhân chuyện này để cứu Hàn Hiên. Đợi chút, nàng muốn làm cái gì? Nói với ta nhất định sẽ thay nàng sắp xếp ổn thỏa. Đừng gắng sức quá. Được. Không hổ là thủ vũ của trẫm. Nhưng mà ta còn có một nhân vật thích hợp hơn đấy. Khởi bấm hoàng thượng, đại quân của Đông Vân Nghĩa đã bị diệt trừ. Đông Vân Nghĩa cũng đã bị bắt sống. Quý quản, người phản bội Đông Yên. Lúc này người lại dẫn đại quân Đông Yên đến tham chiến, căn bản chính là tự tìm đường chết. Người mới là kẻ phản bội chứ. Người thì biết cái gì, giờ chính là thời cơ tốt nhất. Là Lê Diễm nói với người như vậy sao? Lê Diễm có liên quan gì đến hắn? Đừng hòng qua mặt ta. Nói, Lê Diễm đang ở đâu? Ta làm sao mà biết được? Đừng có giả mù sa mưa. Chứ không phải Lê Diễm nói với ngươi, lúc này chúng ta đang bận tìm con, không có lòng dạ nào nên chiến sao? Ta không biết, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Đừng quên ta là hoàng tử của Đông Yên. Ta không cần biết ngươi là ai, nhưng nếu ngươi dám ngăn ta tìm con, ta sẽ giết ngươi. Nếu đã như vậy, đành phải mời quân chủ vào trong quan tài này rồi. Đây là cái gì? Mời vào. Đợi trẫm đậy nắp lại, những chiếc kim sắt này sẽ từ từ đâm vào da thịt ngươi. Sau đó chúng ta sẽ ném ngươi vào biển lửa, ngươi càng giãy giụa, những chiếc kim sắt lại càng đâm sâu hơn.
He he he. Chấm để nắp đây. À! Đừng mà, ta nói, Lê Diệm đang trên đường đến Bắc Châu. Hi hi. Lê Diệm đúng là đồ ngu. Thân thể hoàng hậu nương nương đến như vậy, không bằng ở lại hoàng cung tĩnh dưỡng. Nếu không đích thân tìm kiếm Hàn Hiên, sợ đàn nàng ấy sẽ không yên tâm. Sau chuyện của Đông Vân Nghĩa, chắc chắn Đông Yên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Thần nguyện vì hoàng thượng dẹp yên phán loạn. Trẫm không chỉ muốn ngươi dẹp yên phán loạn. Ngươi đến Tây Lê theo lệnh của hoàng đế Đông Yên, phải không? Nhiệm vụ của ngươi là giành được hảo cảm của Tây Lê, kéo dài sự diệt vong của Đông Yên, đồng thời dùng kiến thức kinh nghiệm ngươi có được để phục hưng Đông Yên. Trẫm nói đúng không? Vâng. Trẫm muốn ngươi tạo nên một Đông Yên mới cho trẫm, ngươi làm được không? Cái gì? Đông Vân Nghĩa không tài không đức, trẫm sẽ không để hắn tiếp quản Đông Yên, bằng không người chịu khổ sở chính là bách tính. Huống chi, e đàn Lê Diệm vẫn còn thế lực ở Đông Yên, Đông Yên cần phải có người đứng ra vực dậy. Nhưng thần, thần có thể sao? Trẫm sẽ cho ngươi mượn 30 vạn binh mã, còn việc có bình định được Đông Yên hay không phụ thuộc vào năng lực của ngươi. Trẫm chỉ có một yêu cầu, sau khi thành công, Đông Yên phải lập lời thề liên minh với Tây Lê, đời đời bất khả xâm phạm. Thần hiểu rồi ạ, tạ hoàng thượng ân điển. Kể từ giờ, ta và ngươi đã không còn là quân thần nữa. Hoàng thượng, ta và Thu Vũ luôn coi ngươi như bằng hữu. Hoàng, Lê Tiễn, hãy chờ tin tốt của ta. Hoàng thúc, người đã có tin tức gì về Hàn Hiên chưa? Chuyện này, Hoàng thúc, có lời gì hãy nói thẳng ra đi. Tin tức thì có, chứ không tốt lắm. Ta muốn cái này. Tiểu công tử, con muốn chọn cái nào? Ta muốn kẹo đường thối. Tiểu tử thối, im miệng, không có thời gian cho ngươi chơi đâu. Ta muốn kẹo đường thối. À! Thằng nhóc này, để xem ta dạy dỗ người thế nào. Sao hắn ta lại độc ác như vậy chứ? Cha, mẹ! Lẽ nào hắn là kẻ buôn người? Nhìn gì mà nhìn? Chúng ta không buôn bán gì hết, mau đi thôi. Công tử, trong ngày trẻ như vậy, không ngờ con đã lớn nhường này rồi. Tiểu công tử, đừng khóc nữa, ta sẽ cho con chiếc kẹo đường thổi này nhé. Nói cho ta biết, con từ đâu đến, đang định đi đâu. Ta đến từ Tây Châu, chúng ta đang trên đường đến nơi có rất nhiều báo vật, người chết, cư ngụ. Đây là cháu trai của ta. Cháu trai thích chơi với ta nhất, đúng không nào? Ta, vâng, vâng, ta thích bác thúc thúc. Tiểu tử này rất lắm quỷ kế, chi bằng chúng ta hạ độc nó luôn đi. Đừng, đừng, đừng mà. Không được, chúng ta vẫn cần nó đến khi tới được địa cung Bắc Châu. Nơi có rất nhiều báu vật và người chết cư ngụ. Hạ độc nó, ta cũng muốn được kẹo miễn phí. Người bán kẹo đó sợ bị phát giác nên không dám đuổi theo, có điều ông ta đã báo án vụ buôn người ấy. Phải rồi, lão thuốc đó có sao lại cái này? Bọn chúng vậy là mà muốn hạ độc Hàn Hiên. Đừng lo lắng, Lê Diệm cũng đã nói vẫn cần đến Hàn Hiên, thằng bé tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Vả lại, lãnh thổ Bắc Châu chỉ có một nơi trùng hợp, phù hợp với những đặc điểm Hàn Hiên đã nói. Là địa cung Bắc Châu. Không sai, ta đã cử người đi tìm rồi. Trai của hai người, con trai của hai người trước nay vẫn luôn thông minh tuyệt đỉnh. Rốt cuộc Lê Diệm muốn làm gì? Địa cung Bắc Châu đã là một nơi hoang tàn đổ nát, Hàn Hiên có thể làm gì chứ? Báo! Hoàng thượng, quý quản đại nhân đã phát hiện một vài manh mối liên quan đến Lê Diệm ở Đông Yên. Đông Yên như đắng mất đầu, ta đã dễ dàng tấn công vào kinh thành rồi. Sắp tới ta sẽ chính thức xưng đế. Ta còn tìm thấy rất nhiều thư mật Lê Diệm gửi cho Đông Vân Nghĩa. Âm mưu của Lê Diệm quả thật rất lớn. Thứ hắn ta muốn chính là kho báu. Mấy năm nay người ta vẫn đồn thổi địa cung Bắc Châu có bảo vật có thể thống nhất thiên hạ, nhưng Lê Diệm nên biết đó chỉ là tin đồn giả chứ. Ban đầu Châu Tịnh Hàn tìm được bí kíp võ công và châu báu ở địa cung Bắc Châu, nhưng mà hai thứ đó vốn không thể thống nhất thiên hạ,
chẳng lẽ vẫn còn thứ khác sao? Bảo vật thống nhất thiên hạ. Hình như mình đã bỏ qua thứ gì đó. Chết tiệt, sao lại không nghĩ ra chứ? Thu Vũ, thái y, mau truyền thái y. Nàng ấy sao rồi? Hoàng hậu quá lao lực, tâm trí dẫn đến khí huyết suy giảm. Là cái gì? Đừng có úp bỏ như vậy. Người đã như ngọn đèn cạn dầu rồi. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Cháu gái ta mới bao tuổi đâu. Phi thận bất tài, y thuật có hạn, không thể cứu được nương nương. Một lũ lạc mập. Không cần các ngươi, trẫm vẫn có cách cứu Thu Vũ. Là kẻ nào còn không mau xuống ngựa? Tránh ra, ta đến cứu người, nếu không sẽ không kịp. Thu Vũ tỷ tỷ đâu rồi? Ta mang thuốc đến rồi đây. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Tỷ ấy hôn mê bao lâu rồi? 7 ngày rồi. Vẫn còn may, chỉ cần trong vòng 10 ngày cho dù người ấy có hấp hối, bột nhục cốt vẫn có thể cứu được. Thần dược bột nhục cốt này đến cả hoàng thất Nam Lăng cũng hiếm khi được dùng. Thần lần này là ta nợ cô, khi khác. Nợ gì chứ, ta cứu Thu Vũ tỷ tỷ là lẽ đương nhiên. À! Cô làm cái gì đấy? Phiền phức. Không phải là chẩm mới nên là người móm thuốc cho nàng ấy sao? Cái gì? Móm thuốc ta có thể làm được. Lăng Vân, sao ngươi lại... 4 bộ lạc lớn đều đến đây rồi, đương nhiên ta cũng phải có mặt. Ta nghe nói mọi người đang điều tra địa cung Bắc Châu, nên có mang ít sách cổ từ các bộ lạc đến đây. Tiêu Tiêu. Thu Vũ. Thu Vũ tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ nhìn thấy mọi người nữa. Tiêu Tiêu, đa tạ muội. Chỉ cần giúp được tỷ là muội vui rồi. Nàng giỏi chết ta rồi, có biết không? Thu Vũ. Hai người ân ái mặn nồng như vậy thật khiến người khác, người ta ghen tị đó nha. Đủ rồi, đủ rồi. Sợ gì chứ, bọn họ cũng đâu phải người ngoài. Lăng Vân, vừa nãy ta nghe thấy để nó có mang theo sách cổ. Đây ạ. Nội dung viết trong đó giống như sách cổ lúc trước, đều nói địa cung Bắc Châu có bảo vật và biết kiếp võ công. Không đúng, ta biết bảo vật của địa cung Bắc Châu là gì rồi. Chàng nhìn xem, y phục hoàng tử mặc trước và sau khi vào địa cung Bắc Châu rõ ràng đã thay đổi. Chẳng lẽ là hộp báu ánh trăng? Hộp ánh trăng là gì? Quay ngược thời gian, nghịch chuyển âm dương. Hộp ánh trăng có thể lưu chuyển thời gian và không gian, nó là báu vật rất đáng sợ. Lê Diễm muốn lấy thứ đó để làm gì chứ? Sợ là hắn muốn nghịch thiên cải mệnh. Nàng yên tâm, ta sẽ không để hắn thành công. Địa cung. Lối vào địa cung đâu đâu cũng có cơ quan, ta và hoàng thượng đã từng tới đây, ít người sẽ ít khả năng khởi động cơ quan hơn, mọi người cứ chờ ngoài này đi. Muội cũng muốn vào. Muội vẫn không thể từ bỏ Lê Diễm sao? Vậy cùng ta vào đi. Hai người đừng đi vào gây thêm phiền phức, chúng ta phải tin tưởng Thu Vũ tỷ tỷ. Hình như không có gì cả. Ơi không, không ổn, cẩn thận. Sao lại thế này, chúng ta bị tính kế rồi. Điều tại ngươi đấy. Đây là cái gì? Có lẽ là thứ sử mộ được nuôi dưỡng. Chắc chắn đây là mánh khóe Lê Diệm học được từ đám người trộm mộ. Không ổn, chúng sẽ tự tái sinh. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không bao giờ kết thúc. Thú sử mộ đều do con người khống chế. Trước tiên cần tìm được người đã khống chế nó. Là chỗ này. Xem ta đây. Lý Công Công, sao các người có thể tìm được ta? Người lại dám dùng máu nuôi đám quái vật này. Chỉ cần có thể giúp được điện hạ, dù làm việc gì ta cũng cam tâm tình nguyện. Nếu cứ thế này chúng ta sẽ chết. Phải tìm cách tiếp cận Lý Công Công.
Thu Vũ, Tiêu Tiêu, cùng ta xông lên. Được, được. À! Chủ nhân, các người vĩnh viễn không thể đánh bại chủ nhân. Sao hắn lại cười vậy? Bất kể hắn muốn giở trò quỷ quái gì, chúng ta cũng không thể không vào địa cung. Đường hầm ở đây phức tạp hơn lần trước ta đến, chẳng lẽ là do ảnh hưởng hộp báo ánh trăng? Nếu hộp báo ánh trăng ảnh hưởng đến kết cấu nơi này, vậy chúng ta sẽ không thể thoát ra ngoài sao? Ta nhớ từng đọc trong truyền thuyết về tứ quốc và các bộ lạc, muốn khởi động hộp báo ánh trăng cần phải có mắt trận. Mắt trận sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Toàn bộ địa cung này, nơi thích hợp nhất để đặt mắt trận chính là lăng mộ. Ai ở bên đó? Quả nhiên, làm sao có thể dễ dàng ngăn cản các ngươi? Cuối cùng ngươi cũng hiện thân rồi. Tử Điện và Lý Công Công chẳng phải đã kéo dài đủ thời gian cho ngươi đấy sao? Suy luận không tồi. Có điều các ngươi sẽ không có cơ hội. Bớt nói nhảm đi, ngươi mau trả Hàn Hiên cho ta. Thu Vũ tỷ tỷ, hai người đi tìm Hàn Hiên trước đi. Chuyện của Lê Diệm muội cũng có phần. Ở đây giao cho muội. Tiêu Tiêu, mau đi đi, đừng lãng phí thời gian ta kéo dài cho hai người. Đừng lãng phí tâm ý của Tiêu Tiêu, chúng ta đi tìm Hàn Hiên thôi. Quả là tỷ muội tình thâm. Lúc đó đã để người đợi đi, ta đã hoàn trả ơn cứu mẹ của ngươi rồi. Lần này ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Dừng tay, ta không muốn làm nàng tổn thương. Hừ, không cần lòng tốt giả tạo của ngươi. Nàng lúc trước còn nói yêu ta, hóa ra lại có thể đối với ta tàn nhẫn như vậy. Buông ra! Bản quận chúa đã sớm cắt đứt tình cảm với ngươi rồi. Ngươi lợi dụng ta còn mưu đồ điều khiển Thu Vũ tỷ tỷ. Ngươi vốn không xứng với tình yêu của ta. Vậy... vậy chuyện của mình. Ngươi vẫn còn xử sao? Nàng... nàng thực sự đã cắt đứt tình cảm với ta rồi sao? Ngây thơ, ta có mắt không trọng mới đi yêu ngươi. Tiêu Tiêu, ta xin lỗi. Tiêu Tiêu không thể ngăn Lê Diệm lâu hơn nữa, chúng ta phải nhanh lên. Đến lăng mộ chính rồi. Hàn Hiên. Mẹ. Hàn Hiên, mẹ đến rồi đây. Mẹ. À. Thu Vũ. Đây là một bức tượng trong suốt. Hàn Hiên. Sao bức tường lại cứng như vậy? Ha ha ha, từ bỏ đi. Lê Diễm, sao ngươi lại là hộp báo ánh trăng sao? Không sai, chỉ cần có thứ này địa cung Bắc Châu sẽ nằm trong tay ta. Đó là kiếm của Tiêu Tiêu, ngươi đã làm gì mũi ấy rồi? Liên quan gì đến ngươi? Lê Diễm, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chẳng qua là muốn một chút máu thôi mà. À! Ta phải giết ngươi! Vô ích thôi. Trên người tên nhóc Hạng Hy này mang dòng máu phượng hoàng của ngươi, có thể khởi động hộp báo ánh trăng và điều khiển thời không. Khốn nạn. Chỉ đáng tiếc máu của thằng nhóc này không đủ thuần khiết, chỉ có thể kiểm soát thời gian ở đây chứ không thể quay về quá khứ. Cho nên ta đoán máu của ngươi mới chính là chìa khóa tốt nhất để mở hộp báo ánh trăng. Thu Vũ, chỉ cần tỷ ngoan ngoãn hiến tế một chút máu, ta có thể quay về quá khứ cứu mẫu phi, ta sẽ trở thành người được kính nể của thiên hạ.
Tại sao ngươi cứ phải cố chấp không buông bỏ quá khứ? Chẳng phải sợ ngươi đã có cơ hội để yêu, có cơ hội để hạnh phúc sao? Sống dưới sự phục tùng, sống dưới sự bố thí của các ngươi, thứ ta muốn chính là cuộc sống đáng lẽ phải thuộc về ta. Ta sẽ hợp tác với ngươi, nhưng ngươi phải thả Hàn Hiên và Lê Tiễn đi, bọn họ không giúp gì được cho ngươi. Các ngươi không có quyền cò kè. Các ngươi không có quyền cò kẻ mặc cả với ta đâu. Cuối cùng cũng mở được rồi. Nhưng lúc này, dừng tay. Đừng lãng phí sức lực nữa. Muốn chạy? Lê Tiễn, đỡ lấy. Mẹ. Lê Tiễn, mạng con trai ngươi và ngươi nhất kỹ là do ta ban cho. Hàn Hiên. Thu Vũ, ta sẽ đưa cô đi. Lê Tiễn, đợi ta. Không. Thu Vũ, cho dù nàng có xuyên không, ta cũng sẽ đưa nàng trở về. Lê Diễm lúc nhỏ. Thu Vũ, cô ở đâu? Bao lên, cởi đồ áo ra. Viên thị, ngươi cũng có ngày này. Hoàng hậu Mộ Dung Dĩnh, viên quý phi thân mẫu của Lê Tiễn, Lê Diễm. Ta đã trở về rồi, ngày đó là hoàng hậu hãm hại mẫu phi, tội tương thông. Mình phải nhanh chóng báo cho phụ hoàng trước khi quá muộn. Viên thị, đợi ngươi trở thành kỹ nữ tư thông với nam nhân, để xem bệ hạ còn sủng ái ngươi và hai đứa con khốn kiếp kia nữa không. Hoàng thượng giá đó. Sao ngài lại đến đây sớm như vậy? Mau nghĩ cách giữ chân bệ hạ. Giữ chân trẫm? Hoàng hậu đã làm ra chuyện tày trời gì mà lại muốn giữ chân chậm? Thần thiếp bắt quả tang quý phi đang thông dâm, thần thiếp sợ sẽ chọc giận đến long thể, ngài mau đến nhìn xem, đôi giang phu dâm phụ đó còn đang... Người còn dám táo biện, trẫm đều nghe hết rồi, cút ra ngoài cho trẫm. May mà có Diệm Nhi nhắc nhở trẫm, phụ hoàng nhất định không để mẫu phi của các con chịu oan ức. Thành công rồi, mình đã thay đổi được vận mệnh của mẫu phi. Những chuyện sau này sẽ không xảy ra nữa. Những chuyện sau này, vận mệnh của mẫu phi là cái gì? Sao mình lại không nghĩ ra được? Tại sao mình lại ở đây? Sao mình lại không nhớ gì hết? Mười năm sau. Ca, giờ huynh đã là thái tử rồi, không cần phải học hành chăm chỉ nữa. Những người khác đều bị huynh ném qua một bên, huynh cũng không cần phải lo lắng. Càng quấy, trách nhiệm càng lớn càng không thể buông thả. Trách nhiệm? Vậy trách nhiệm khác của huynh thì sao? Cái gì? Hôm nay mẫu phi đã mời các tiểu thư nhà quan nhập cung thưởng hoa, thật ra là muốn tuyển phi cho huynh đấy. Tại là chuyện này, vô vị chết đi được. Chuyện chung thân đại sự không thể tùy tiện được. Ta thật ghen tị với đệ và tiêu tiêu. Tiêu tiêu gì chứ? Là cô ấy cứ bám lấy đệ không buông. Đệ đâu có lấy cô ấy đâu. Thật sao? Sao ta lại nhớ là... Người ta vừa đến đây đệ đã chủ động tiếp cận làm quen nhỉ? Ta đã từng gặp buổi. Cô ấy là Nam Lăng quận chúa vừa mới đến đây, sao đệ có thể gặp trước được? Đệ lại còn đưa cô ấy đi Ngao Du Sơn Hải, hai người dính với nhau như hình với bóng. Đã vậy còn lén lút sàm sỡ con gái nhà người ta, còn dám nói là không muốn lấy cô ấy. Ca, mau đến tiệc thưởng hoa thôi. Viên quý phi, thân mẫu của Lê Tiễn và Lê Diệm. Hôm nay trăm hoa đua nở, không bà các vị lấy hoa làm chủ đề, ngâm thơ so tài. Đây là muốn kiểm tra tài thơ văn của chúng ta sao? Biểu muội của Lê Tiễn, Viên Tâm Giao. Nghe nói thái tử điện hạ văn võ song toàn, nhất định sẽ rất thích những cô nương bụng đầy kinh thư. Muội muội yêu thích thơ ca, nhất định là đã có tiệc tác rồi phải không? Hay muội đọc lên cho mọi người thuộc cùng thưởng thức. Sao muội muội không nói câu nào? Hôm nay muội không cần sợ sẽ trở thành tâm điểm chú ý, phải để các tỷ muội mở rộng tầm mắt chứ. Cố tình hại người khác mất mặt, đó là ai vậy? Là tiểu thư Mộ Dung gia, cô ta là tỷ tỷ của Mộ Dung Thu Vũ, người đã lớn lên cùng đệ. Thu Vũ? Sao trước giờ chưa từng thấy đệ nhắc đến cô ấy? Cô ấy á? Cô ấy căn bản chính là ma quỷ. Võ công cô ấy giỏi hơn đệ. Viết văn cũng giỏi hơn đệ. Phụ hoàng vừa nhìn thấy cô ấy liền mắng đệ không có tiền đồ. Hai chúng ta nợ nần gì nhau? Mỗi lần nhìn thấy cô ấy đệ đều không thoải mái. Ca, huynh nghĩ sao? Không phải huynh
nhìn trúng người ta rồi đấy chứ. Đừng nói nhảm. Muội muội vẫn không làm ra được câu thơ nào sao? Điều tại ta thì ra muội muội không thông thạo thi ca. Ta nghĩ ra rồi, sắc hoa ngàn năm khó bắt gặp, hương thơm lưu luyến khó nhạt phai. Trước cửa son khóa vàng ngăn cách, gió xuân bi án một mình ca. Bề ngoài miêu tả đó hoa, nhưng thay vào đó lại nói lên sự đau buồn và quạnh quẽ của bông hoa nở bên bức tường. Phép tương phản này như một đòn bẩy làm nổi bật vẻ đẹp mỹ lệ của bông hoa. Đây quả là một kiệt tác. He he, xem ra hội thơ này sẽ sớm kết thúc. Đây là cái gì? Chẳng có câu nào nói về vẻ đẹp mỹ lệ của hoa cả. Lạc đề thôi. Cô thì biết cái gì? Đây mới gọi là đẳng cấp. Ngài! Phải không? Mẫu phi. Vị cô nương này sẽ trở thành tẩu tẩu của đệ. Yên xem nào. Ngươi là Mộ Dung Thu Vũ đúng không? Thu Vũ, con có bằng lòng lấy con trai ta Lê Diệm không? Cái gì? Thần nữ bằng lòng. Vậy cứ quyết định như thế đi. Không, ở đây là tiệc thưởng hoa, có thắc mắc gì nói sau đi. Con không đồng ý. Người không thể ghép đôi bừa như thế được. Không phải ở tiệc thưởng hoa con vẫn luôn tán thưởng Thu Vũ sao? Đây là con đang giúp Hoàng Huynh nói ra tâm ý của Huynh. Huynh ấy văn võ song toàn, xứng đôi với Thu Vũ hơn. Phụ hoàng mẫu hậu, Lê Diễm nói đúng, chúng ta không thể ép buộc đệ ấy. Hôn nhân đại sự vốn là do cha mẹ chủ trì, vả lại lời cũng đã nói ra, đâu đến được các con đồng ý hay không? Con đã thích người khác rồi, không thể lấy Mộ Dung Thu Vũ được. Vậy để con nạp thêm thiếp thất là được chứ gì, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Hôn sự này đã định rồi, con cứ ngoan ngoãn đợi đến ngày đại hôn đi. Không đúng, mọi chuyện vốn không phải như vậy, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Chạy mau! Huynh định từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý của một hoàng tử sao? Huynh sẽ hối hận đấy. Cuộc sống đó vốn không hợp với ta, nửa bên nàng ta vĩnh viễn không hối hận. Đuổi theo, bọn họ phía trước, mau bắt bọn họ lại. Còn muốn chạy? À! Lê Diễm! Tiêu Tiêu! Đợi ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Tiêu Tiêu! Đã thu xếp xong chưa? Ta đã thuyết phục Thu Vũ hợp tác với chúng ta rồi. Nếu phụ hoàng truy cứu... Yên tâm, ca sẽ chịu trách nhiệm. Ca! Tân đương hạ kiệu giờ lành đã đến. Cuối cùng ta cũng được cưới nàng rồi. Tiêu Tiêu, để nàng phải chờ lâu. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy thi thể của người mình yêu, cảm giác thế nào? Là cô giết Tiêu Tiêu. Lúc ta tìm thấy Tiêu Tiêu, cô ấy đã uống thuốc độc tự tử rồi. Cô ấy không muốn người mình yêu kháng chỉ bất tuân, mạo phạm hoàng thượng. Cái gì? Vậy tại sao cô còn diễn vở kịch này? Tất cả mọi chuyện chẳng phải đều tại ngươi mà ra sao? Ta, chuyện này liên quan gì đến ta? Ta nhớ rồi, chúng ta đã xuyên không? Cuối cùng ngươi cũng nhớ lại rồi. Ta nói cho ngươi biết, trên thế gian này cho dù ngươi có bắt đầu lại bao nhiêu lần, Tiêu Tiêu cũng sẽ bị ngươi hại chết. Tất cả đều là do hành động liều lĩnh của ngươi. Mọi thứ ngươi cố gắng thay đổi đều là khởi đầu của một bi kịch mới, ngươi thấy sao? Còn hài lòng nữa không? Chẳng lẽ ta thực sự không thể thay đổi được mọi thứ sao? Ta chỉ là muốn có được hạnh phúc vốn thuộc về mình. Nếu như có thêm một cơ hội nữa, ta nhất định... Ngươi thực sự vẫn còn một cơ hội nữa. Thật sao? Trân trọng nó đi. Đã mấy ngày ngươi không chợp mắt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Cha, chưa tìm ra cách cứu Thu Vũ, ta làm sao có thể nghỉ ngơi được. Thu Vũ, Thu Vũ, Thu Vũ, Thu Vũ, phải làm sao đây? Thu Vũ, phải làm thế nào mới cứu được nàng đây? Mở rồi,
Thu Vũ! Nàng không sao chứ? Ta trở lại rồi. À da! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ muốn Lê Diệm hiểu rõ thế giới như hắn mong ước chưa chắc đã hạnh phúc. Ha ha ha! Ha 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 ha! Ngươi cười cái gì? Thu Vũ, ta mang cô quay về đây là để cứu cô. Lời tiên tri đã nói cô là thiên mệnh, chi nữ. Cô sẽ được tái sinh thống nhất thiên hạ. Sau đó, bị chính tay Lê Tiễn giết chết. Đó chỉ là tiên đáng thôi. Chỉ là tiên đáng. Cô có dám nói Đông Yên và tứ đại bộ lạc không quy thuận như ý muốn của cô không? Lời tiên tri đang dần trở thành sự thật. Kẻ chết của cô sắp đến rồi. Lê Diệm, sự việc đã đến nước này ngươi còn không biết hối cải. Ta phải thay Thu Vũ và Tiêu Tiêu dạy dỗ ngươi. He he, ta chẳng còn gì lưu luyến nữa. Tiêu Tiêu của ta đã... Ta sẽ tặng các ngươi một phần đại lễ. Đừng hòng chạy. Lê Tiễn. Hỏng rồi. À! Thu Vũ. Các ngươi cứ trân trọng cuộc chia ly này đi. Ha ha ha. Ta không thể cầm cự nữa. Đừng. Ta sẽ không để nàng rời xa ta lần nữa. Thật sự giống như lời tiên tri. Nhưng ta... tin chẹt. Đầu mình đau quá. Mình mới còn ở trong địa cung Bắc Châu sao? Vết thương cũng biến mất rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thu Vũ tỷ tỷ. Lăng Vân, sao mọi người lại vào đây? Bọn ta đang lo lắng đứng ngoài cửa thì bắt gặp tên khốn Lê Diệm này đi ra. Có thể là bọn ta liền bắt hắn. Thế là bọn ta liền bắt hắn lại, rồi ép hắn dẫn đường đi tìm tỷ. Thu Vũ tỷ tỷ, tỷ không sao thật tốt quá. Mình không trở về quá khứ, học báo ánh trăng cũng đã mất đi năng lực, chẳng lẽ là vì Lê Tiễn? Lê Tiễn, Lê Tiễn đâu rồi? Không phải hai người ở cùng nhau sao? Sao lại có dự cảm chẳng lành thế này? Lê Tiễn đâu? Ngươi nhất định biết rõ. Bị câm rồi à? Làm sao mà ta biết được, chắc là hắn vĩnh viễn không thể quay lại được rồi. Sao có thể? Lê Tiễn sẽ không biến mất như vậy. Ta nhất định phải tìm ra chàng. Đông Yên, Bắc Châu, Nam Lăng còn có tứ đại bộ lạc đều dân tấu quy phục. Mọi chuyện đều xảy ra giống với lời tiên tri. Chỉ là Lê Tiễn không thể là thật được. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Lê Tiễn tuyệt đối sẽ không sao. Bẩm nương nương, có cấp báo. Chuyện gì? Người nương nương cứu đã tỉnh lại rồi à? Thật sao? Đến lúc thẩm vấn Lê Nhiệm lại rồi. Thủy Lao Tây Lê. Đã lâu như vậy, ngươi vẫn còn ngoan cố không chịu mở miệng. Dù ngươi có tốn công sức thế nào thì cũng không tìm được Lê Tiễn đâu. Không chừng hắn không muốn gặp lại ngươi, hoặc có khi đã chết rồi. Ngươi đáng xem là chuyện nào. Nếu ngươi vẫn còn nói nhảm, ta sẽ không để ngươi sống nữa. Càng tốt, như vậy ta càng vui vẻ đi. Dù sao Tiêu Tiêu cũng chết rồi. Sợ ngươi lại biến thành bộ dạng thâm tình thế này. Có muốn gặp Tiêu Tiêu lần cuối không? Cái gì? Chỉ cần cho ta gặp nàng ấy, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Tiêu Tiêu, nàng vẫn còn sống sao? Nhưng lúc đó không phải là nàng đã... Tiêu Tiêu, ta xin lỗi. Xá như ta chưa từng gặp ngươi thì thật tốt. Đó là bảy trong lăng mộ. Cẩn thận. Tiêu Tiêu, cuối cùng ta vẫn bại trong tay ngươi. Lê Diễm.
ta nhất định sẽ làm cho thời gian quay lại, cứu nàng trở về. Lúc đó con dao găm đâm chệch nên ta không chết. Thu Vũ tỷ tỷ đã tìm thấy ta trong địa cung Bắc Châu. Lê Diệm, đừng u mê mãi nữa. Nói những lời này còn tác dụng gì nữa, ta đã mất hết tất cả rồi. Tiêu Tiêu, xin lỗi nàng. Gương vợ khó lạnh, hy vọng ngươi có thể thành tâm ăn năn hối cải, nói cho chúng ta biết hoàng thượng đang ở đâu. Có lẽ Lê Tiễn đã chết rồi. Bớt nói mấy lời mập mờ vậy đi, rốt cuộc chuyện đó là sao? Chỉ có sự sống và cái chết mới chiến thắng được sức mạnh của thời gian. Là ý gì? Ta đã từng đọc trong sách cổ, chỉ cần nghi thức vượt thời gian bắt đầu, ngươi sẽ chết trong nháy mắt, đồng thời có thể chuyển sinh mạng của người, mạng của ngươi lên người mình. Cho nên hắn không giết ngươi mà là thay ngươi chết. Vậy bây giờ chàng ấy... Thu Vũ, tỷ đi đâu vậy? Kể cả có chết, ta cũng phải tìm ra chàng. Vài ngày trước, khoảnh khắc thời không bị đảo ngược, giết Thu Vũ có thể ngăn chặn việc xuyên không? Còn có thể dịch chuyển vận mệnh của nàng ấy. Thu Vũ, nàng đã không còn bị lời nguyền quấy nhiễu nữa phải không? Có thể ở đây đến cuối đời cũng không tệ, ta không biết nàng có còn nhớ nơi này không? Ha ha ha! Ta mất tận 3 năm mới thuần hóa được tiểu bạch, để xem ngươi ngã ngựa thảm thế nào. Ta vĩnh viễn không quên dáng vẻ nàng cưỡi tiểu bạch khi ấy. Dạo này cứ hay gặp ảo giác, chắc ngày chết của mình sắp cận kề rồi. Lê Tiễn! Sao chàng dám không từ mà biệt với ta? Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi. Ta đã đến Lý Gia Thôn, nơi chúng ta lần ấy gặp lại. Băng qua hang động Dược Thần Sơn, ta đã gần như đi khắp chân trời góc bể, cuối cùng cũng tìm thấy chàng. Nếu chàng dám rời xa ta một lần nữa, ta sẽ giết chàng, sau đó chết theo chàng. Xin lỗi nàng, ta chỉ có thể làm như vậy, ta cũng không lỡ. Không lỡ? Không lỡ sao còn bỏ ta lại như vậy? Ta, chỉ là ta không muốn nhìn thấy nàng đau lòng. Ta nhất định sẽ tìm ra cách cứu nàng. Đây là cách chàng cứu ta sao? Thu Vũ, đừng lãng phí thời gian với ta nữa. Im miệng! Nàng đối xử với một người sắp chết như vậy đó hả? Phải! Trong người cảm thấy dễ chịu hơn, nhiều rồi, nàng vừa cho ta ăn cái gì? Thật sự có tác dụng rồi! Nhưng mà, Thu Vũ, nóng quá! Theo ta về nhà, để ta gọi A Thái Y xem xét. Không cần gấp như vậy. Hình như có tác dụng phụ. Lê Tiễn. Thuốc ta cho chàng uống là phương pháp điều chế thuốc được tìm thấy trong sách thượng cổ. Ta sẽ thử cái khác, nhất định sẽ có cách. Thật ra thuốc đó rất tốt đấy. Ta thực sự muốn thử thêm lần nữa. Giờ đã là lúc nào rồi? Tham. Quý quản. Hai người chuyên tâm quá đó. Có biết là ta đã đứng đây lâu được không? Một chút cũng chẳng hay biết gì. Đông Yên còn có rất nhiều việc phải làm. Người không đi xử lý mà đến đây làm gì? Tất nhiên là ta đã tìm ra cách cứu người rồi. Thật sao? Nói mau lên. Đúng là trò trẻ con, làm vậy sao mà được? Các ngươi chỉ uống thuốc sao có thể thay đổi được vận mệnh, không bằng con nước con tát. Hôm nay trời cao khoan dung, thánh đức nồng hậu. Chúng ta hãy tỏ lòng thành kính đến với đất trời, với lòng yêu thương và bảo vệ bách tính khắp thiên hạ. Một khi kế thừa ngôi vị, ngài ấy sẽ là hoàng đế Tây Lê. Địa lao. Tần Hoàng Đăng Cơ, đại xá thiên hạ, hờ cho ngươi đấy. Tần Hoàng Đăng Cơ, Lê Tiễn chết rồi ư?
Phải rồi, cái này đưa cho ngươi. Nét chữ này là Lê Tiễn. Lúc đã nhìn thấy bức thư này, ta đã đi ngao du tứ phương rồi. Để cũng không cần phải mang trên lưng gánh nặng giết chết huynh trưởng. Kiếp nạn của Phượng Hoàng là sinh ra để thống nhất thiên hạ, nhưng sợ Hàn Hiên kết vị, ta và Thu Vũ sẽ không bị lời nguyền quấy nhiễu nữa. Ta hy vọng để có thể thành tâm hối cải, buông bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Đã đến lúc phải cởi bỏ nút thắt giữa hai chúng ta rồi. Dù thế nào chúng ta vẫn mãi là huynh đệ máu mủ ruột thịt. Huynh đệ sao? Nhân tiện, Tiêu Tiêu đã trở về Nam Đăng rồi, An Quốc Vương đang muốn kén rễ cho cô ấy. Tiêu Tiêu, Nam Lăng. Đồ ăn vặt ở Nam Lăng tuyệt cú mèo luôn. Này, chàng lại mọc thêm mấy sợi tóc đen nữa nè. Xem ra lời nguyền thực sự đang biến mất. Nhắc mới nhớ, hai hôm trước tên nhóc Hàn Hiên có gửi thư đến, lại phàn phiền với chúng ta định bao giờ trở về. Đợi đi thăm Tiêu Tiêu rồi hẳn về, cho nó chịu khổ thêm mấy ngày đi. Nhanh lên, sắp muộn mất. Cuộc tỷ thí võ thuật kén rễ do quận chúa Tiêu Tiêu sắp bắt đầu rồi. Mau đi xem thôi. Tiêu Tiêu muốn thông qua tỷ thí võ thuật tuyển chọn. Bản lĩnh thật phi thường. Mong chỉ giáo. Không những lợi hại còn vô cùng nham hiểm, vừa ra tay liền xuất chiêu chí mạng. Nam nhược áo lam này đúng là lợi hại, nhiều ngày như vậy vẫn chưa có ai qua được ba chiêu của hắn. Còn ai muốn thách đấu nữa không? Người này lòng dạ nham hiểm, hắn không xứng với Tiêu Tiêu. Chàng mau lên đại ngục, hạ gục hắn đi, không thể để Tiêu Tiêu gả cho loại người này. Nàng đang muốn ta nạp thiếp rất đấy à? Việc này khẩn cấp, thắng rồi nói sau. Nếu không có ai, quận chúa, ta sẽ chăm sóc nạn. Chờ đã. Ta đến thách đấu với người. Lê Diễm. Để nạn đợi lâu rồi. Hết phần 1.